Chương 500, truyền thừa con đường. Thật đáng sợ, tinh thần hạt giống, thôi động sau, có thể để cho ta chân lực tăng lên gấp đôi, chuyện này. Ma Lệ kinh ngạc đến ngây người, kích động cả người đều run rẩy. Nếu như trước hắn thì phải tinh thần này hạt giống, cùng Tần Trần giữa chiến đấu, ai thắng ai bại, còn rất khó nói. Trừ Ma Lệ ở ngoài, trên người người khác, cũng đều liên tục sáng lên vầng sáng. Tần Trần cũng thử hướng trong đầu kia kim sắc hạt giống, quán thâu một chút chân lực, tức khắc, vù vù. Một cổ vô hình lực lượng theo kia kim sắc hạt giống trong thả ra, lập tức bao phủ Tần Trần toàn thân. Ở cổ lực lượng này xuống, Tần Trần cảm giác mình cửu tinh thần đế quyết chân lực, vậy mà mơ hồ lấy được một chút chân phúc. Tốt, cảm giác cổ quái, vì sao đột nhiên, ta chân lực vậy mà lấy được một chút đề thăng, này đến là vật gì? Tần Trần khiếp sợ, cửu tinh thần đế quyết, cái gì cường đại, hắn muốn đề thăng một chút, đều cần tiêu hao nhiều chân thạch, tiêu hao nhiều tu luyện trong nháy mắt, thế nhưng này kim sắc hạt giống, vẻn vẹn thu nhận một bộ phận chân lực, liền có thể làm trong thân thể hắn sở hữu chân lực, đều được đề thăng, quả thực là thần tích. Mặc dù là lấy Tần Trần hiểu biết, cũng không thể nào hiểu được trong suy luận cùng nguyên lý. Không nhịn được đem linh hồn lực phóng thích đến lớn nhất, tự quan sát kỹ lấy kim sắc hạt giống. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy này kim sắc hạt giống theo chân lực đưa vào, tức khắc hiện lên vô số thật nhỏ văn lộ, những văn lộ này, chợt nhìn đi, như là từng vết nứt, có thể Tần Trần dựa vào sợ người linh hồn lực, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là từng cái nhỏ bé kim sắc xúc tua. Những thứ này xúc tua tại hấp thu đầy đủ chân lực sau, lập tức chậm rãi múa động, tức khắc cho Tần Trần một cái cực kỳ cảm giác cổ quái, đó chính là này kim sắc hạt giống, tựa hồ là một chủng sinh mệnh, mà không phải một khỏa tinh thần hạt giống. Chẳng biết tại sao, chứng kiến những thứ này xúc tua sau, Tần Trần trong lòng lại mọc lên một chút cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Lúc này trừ Tần Trần, mỗi người đều hãm sâu trong khiếp sợ. Trong mọi người, Ma Lệ trên thân vầng sáng đáng sợ nhất, khí tức đề thăng cũng mạnh nhất, tiếp liền là đồng dạng đến từ huyết ma giáo quỷ ảnh, lại tiếp sau đó, chính là Tần Trần, trừ cái đó ra, còn lại trên thân 9 người khí tức tăng trưởng, đều sàn sàn với nhau, bất phân cao thấp. Tinh thần hạt giống căn cứ mỗi người thân xác đặc tính bất đồng, phát huy được uy lực cũng đều không giống nhau, bất quá chư vị yên tâm, chỉ cần các ngươi liên tục tẩm bổ các ngươi tinh thần hạt giống, đến cuối cùng, tinh thần hạt giống cho các ngươi đề thăng, đều sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Đến khi đó, cùng cấp bậc võ giả trong, các ngươi liền là tuyệt đối vô địch. Cổ Nam Đô ý chí khí phách nói ra, ngữ khí tràn ngập khẳng định. Bất quá, nó nói gió nhất chuyển, lại nói tinh thần hạt giống, chỉ là căn cứ các ngươi trước lôi đài thi đấu biểu hiện, chỗ dành cho khen thưởng, có lẽ chư vị cũng đều phát hiện, đệ nhất danh Tần Trần lấy được là kim sắc hạt giống, đó là bởi vì, kim sắc tinh thần hạt giống phẩm chất điều kiện tốt nhất, ngân sắc tinh thần hạt giống phẩm chất tiếp, bạch sắc kém nhất. Thế nhưng, chư vị cũng không cần nản lòng, bởi vì mặc dù là bạch sắc tinh thần hạt giống, ở viễn cổ cũng đều hết sức quý, ta nghĩ các người cũng đều cảm thụ được nó đáng sợ. Đồng thời, cũng không phải là tinh thần hạt giống phẩm chất càng cao, chiếm được người sau này thực lực liền nhất định càng cao. Tinh thần hạt giống đề thăng, nhờ vào các người đối với nó bồi dưỡng, nói cách khác, các người ai tiêu hao nhiều hơn chân lực, tinh thần, cùng tinh huyết đi bồi dưỡng tinh thần này hạt giống, như vậy tinh thần hạt giống phát triển thì sẽ càng nhanh, đến cuối cùng, bạch sắc tinh thần hạt giống cũng chưa chắc không thể siêu việt kim sắc tinh thần hạt giống. Nghe vậy, Hoa Thiên Độ tức khắc mắt sáng lên, âm lãnh mắt nhìn Tần Trần, thầm nghĩ Tần Trần tuy là lấy được phẩm chất cao nhất kim sắc hạt giống, nhưng nhìn trên người hắn khí tức, lấy được đề thăng, cũng không cao bằng chúng ta bao nhiêu, thậm chí còn không bằng quỷ ảnh, Ma Lệ bọn họ, có thể thấy được chỉ cần nỗ lực, dùng nhiều hơn lực lượng đi làm dịu tinh thần hạt giống, ta ở sau này, không hẳn thì không thể siêu việt hắn. Hoa Thiên Độ dĩ nhiên hạ quyết tâm, chỉ cần vừa về tới Huyền Châu, liền lập tức để cho tông môn siêu tập tài nguyên, tốt để cho trong đầu mình tinh thần hạt giống lấy được nhiều hơn đề thăng, ngự trị tại người khác trên. Trừ tinh thần hạt giống ở ngoài, ở chư vị dưới chân, là ta Cổ Nam Đô tiền bối thiết lập xuống tinh không dịch cục. Ở tinh không này dịch trong cuộc, ẩn chứa có rất nhiều công pháp và bí tịch, thế nhưng, cần các vị tự động cảm ngộ, khi các người cảm ngộ, có khả năng đạt đến truyền thừa mở quy định thời điểm, liền sẽ có được một ít cường đại công pháp cùng bí tịch. Đồng thời, này toàn bộ tinh không dịch cục, bản thân cũng là một môn rất đáng sợ bí thuật, nếu là có người có khả năng đem tinh không này dịch cục quy tắc toàn bộ hiểu được, lại có thể lấy được trưởng khống toàn bộ Cổ Nam Đô di tích năng lực. Trưởng khống toàn bộ Cổ Nam Đô năng lực, mọi người thoáng cái chấn động, này Cổ Nam Đô di tích, nhìn liền rất đáng sợ, nếu là có thể nắm nó trong tay, chẳng phải là nơi này sở hữu bí thuật, nghĩ muốn cái gì có thể có được cái gì. Bất quá mọi người cũng đều biết, tinh không này dịch cục quy tắc, nhất định cực kỳ khủng bố, tuyệt không phải người thường có khả năng nắm giữ. Đang nghĩ ngợi, vù vù, mọi người dưới chân, đều xuất hiện một cái tinh không đường. Tổng cộng 12 cái dây dẫn quang học, dọc theo dưới chân tinh không bàn cờ, lan ra hướng phương xa. Đi tới đi, còn như có thể thu được cái gì truyền thừa, tự xem các người bản thân thiên phú và thực lực. Tiếng ầm ầm biến mất, Cổ Nam Đô ý chí, trong nháy mắt biến mất. Tần Trần bọn họ từng cái nhìn quanh dưới chân đường, nguyên lai cái gọi là truyền thừa, còn cần mỗi người đi cảm ngộ, mà cũng không phải là trực tiếp dành cho. Bất quá, đối với tiến nhập tinh không này dịch cục 12 người mà nói, mặc dù là cái gì truyền thừa đều không được, chỉ là tinh thần này hạt giống, cũng đã chuyến đi này không tệ. Hừ, Tần Trần hắn tuy là lấy được lôi đài thi đấu quán quân, thế nhưng, này truyền thừa cũng không phải là xem thành tích, mà là xem mỗi người thiên phú và lĩnh ngộ, ta cũng không tin, ta sẽ so với cái này Tần Trần phải kém. Ta nhất định phải lấy được mạnh nhất truyền thừa, đi thôi, không nghĩ tới này truyền thừa, vậy mà không phải xem trước thành tích, một ải này, ta nhất định phải nghịch thiên. Hoa Thiên Độ, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song đám người, từng cái ánh mắt lập lòe, đều đạp về phía trước tinh không dây dẫn quang học. Theo của bọn hắn cước bộ bước vào, cả người lập tức biến mất, dung nhập vào tinh không dịch trong cục. Các loại công pháp bí thuật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này Cổ Nam Đô trong di tích, đến có cái gì đặc thù bí tịch. Tần Trần cũng không đoái hoài phải tiếp tục nghiên cứu trong đầu kim sắc hạt giống, không chút nào do dự, về phía trước bước ra một bước. Công pháp, Tần Trần tu luyện có Cửu Tinh Thần Đế Quyết, đã là toàn bộ đại lục cao cấp nhất. Bí thuật, kiếp trước hắn biết được bí thuật, đếm không hết, có thể nói cũng không hề thiếu. Thế nhưng, này Cổ Nam Đô di tích nếu có dũng khí được xưng thời đại viễn cổ cao cấp nhất, Tần Trần ngược lại muốn nhìn một chút, trong này truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Lúc này, Cổ Nam Đô thần bí cung điện một cái chỗ sâu, Cổ Nam Đô ý thức bóng người màu đen dừng ở Tần Trần đám người đều đi vào mỗi cái quang lộ trong ánh mắt lóe ra vẻ kích động. Bao nhiêu năm, ta chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc có năng lực đạt đến mục tiêu, kích hoạt tộc của ta tinh thần hạt giống thiên tài xuất hiện. Hôm nay, liền xem bọn hắn thiên phú thế nào, nếu là có thể đem ta tộc công pháp lĩnh ngộ, như vậy năm đó đại nhân định ra an bài, cũng liền rốt cuộc có thu hoạch. Mặc dù không còn cách nào lĩnh ngộ tộc của ta công pháp, chỉ cần có thể kích hoạt tinh thần hạt giống, coi như là thành công to lớn, ta thủ vững, cũng liền có ý nghĩa. Bóng người màu đen vô cùng kích động, nhiều năm như vậy thủ vững, rốt cuộc có thu hoạch, để cho hắn làm sao không kích động. Mà hắn chú ý nhất, vẫn là Tần Trần, người này mới 16 tuổi, trong cơ thể chân lực nồng hậu, thật không ngờ đáng sợ, mặc dù là ở thời đại viễn cổ nhân tộc thiên tài trong, đều có thể nói cường đại, nếu là hắn có thể tu luyện thành công tộc của ta công pháp, đồng thời kích hoạt kim sắc tinh thần hạt giống, như vậy sau này. Bóng người màu đen hô hấp vậy mà dồn dập, bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiển nhiên đây hết thảy đối với nó mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Quang lộ phần cuối, Tần Trần trong nháy mắt xuất hiện ở một cái mênh mông trong thạch thất. Nơi này chính là truyền thừa chi địa, cái gọi là truyền thừa cùng bí tịch ở chỗ nào? Tần Trần nhìn quanh quan sát thạch thất, đột nhiên, hắn con người co rụt lại. Chỉ thấy thạch thất trên, chậm rãi hiện ra từng đạo văn lộ, những văn lộ này kết hợp lại, dĩ nhiên là hoàn toàn không có so phức tạp đồ văn. Này đồ văn, rất quỷ dị, để cho người ta xem một chút, trong lòng liền có một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Này đồ văn đến là cái gì? Tần Trần cau mày, tỉ mỉ cảm ngộ nghiên cứu. Này văn lộ, có một ít cùng loại trận văn, nhưng lại cùng trận văn bất đồng. Lại có chút cùng loại phù văn, nhưng cùng phù văn quy luật, cũng có chút khác biệt. Càng giống như là một loại cổ quái cấm chế, thế nhưng cấm chế này kết cấu, nhưng lại rất huyền diệu, không giống với bình thường cấm chế. Không phải trận pháp, cũng không phải phù văn, hơn nữa cũng không giống là cấm chế, đến là cái gì? Chẳng lẽ là một loại bí văn? Tần Trần biết, ở trên đời này, có một chút cường đại công pháp bí tịch, chính là cùng loại này bí văn hình thức. Chỉ là cái loại này cấp độ bí văn, mặc dù Tần Trần cũng sở kiến không nhiều lắm, vì vậy cũng không đủ tham khảo. Chắc là một loại bí văn loại vật này, rất thưa thớt, vẽ phác thảo cực kỳ gian nan, kiếp trước ta cũng chỉ là hơi có giải khai, hiện tại ngược lại là có thể cảm ngộ tỉ mỉ cảm ngộ một phen. Lúc này, Tần Trần bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích phía trên bí văn. Từng đạo quỷ dị văn lộ, lập tức hiện ra ở Tần Trần trong đầu. Hắn không có trực tiếp đi phân tích toàn bộ bí văn, mà là theo một thật nhỏ văn lộ bắt đầu, từ từ cảm ngộ, phân tích, giải khai. Trận văn, phù văn, cấm chế, bí văn các loại, mặc dù là bất đồng lĩnh vực, có mỗi cái quy luật, thế nhưng, hai bên giữa, cũng có chỗ giống nhau. Đây cũng là kiếp trước Tần Trần đã là trận pháp đại sư, lại là phù văn đại sư, vẫn là cấm chế đại sư nguyên nhân chỗ. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, lợi dụng trận văn, phù văn cùng cấm chế các phương diện tạo nghệ, Tần Trần nhanh chóng dung nhập vào trận này văn phân tích trong, thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Vù vù, trước mắt bí văn, trong nháy mắt ẩn nhập Tần Trần mắt, bị hắn triệt để nắm giữ. Thật thần kỳ bí văn, cùng cấm chế giống nhau y hệt, nhưng thuộc về lại dứt khoát bất đồng. Tần Trần rung động trong lòng, trước mắt này bí văn, nhìn như hết sức phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, tựa hồ là bí văn nhập môn thuật. Này mới khiến Tần Trần như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền đem lĩnh ngộ thấu triệt. Tuy là gần là nhập môn, nhưng giống như cho Tần Trần mở ra một cánh cửa, tiến nhập một cái toàn bộ tân thế giới. Nhưng sở hữu bí văn đều thông hiểu đạo lý sau, trước phòng bằng đá hình vuông, đột nhiên lần thứ hai xuất hiện một con đường, thông hướng phương xa. Hả, lại xuất hiện một con đường, không có truyền thừa khen thưởng, chẳng lẽ là muốn tiếp tục tiến lên. Tần Trần trong lòng trầm tư, lúc này tiếp tục đi tới. Sau một lát, hắn lại đi tới kế tiếp trong thạch thất. Cái nhà đá này phía trên, đồng dạng hiện lên rất nhiều bí văn, so với trước kia bí văn, rõ ràng phức tạp hơn không chỉ gấp đôi. Tiếp tục cảm ngộ bí văn sao? Chẳng lẽ tinh không này dịch cục truyền thừa khảo hạch, chính là khảo nghiệm đối bí văn lĩnh ngộ cùng lý giải. Tần Trần như có điều suy nghĩ, lúc này lần thứ hai xa vào cảm ngộ trong. Sau, Tần Trần liên tiếp cảm ngộ bí văn, liên tiếp đi trước. Mà từng cái tiếp xuống được thạch thất xuất hiện bí văn, rõ ràng phải so phía trên một cái thạch thất phức tạp một ít. Đến thứ 5 thạch thất thời điểm, Tần Trần thôi diễn dĩ nhiên biến phải rất chậm chậm. Hắn tuy là thiên phú cực cao, có khả năng làm được suy luận, thế nhưng bí văn dù sao cũng là một cái toàn bộ mới môn học, muốn thoáng cái lĩnh ngộ bao nhiêu, đối Tần Trần mà nói, đồng dạng không gì sánh được gian nan. Thế nhưng, Tần Trần cả người lại như si mê như say xưa. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại lần nữa trở lại kiếp trước ở vũ vực thời điểm, chuyên tâm nghiên cứu, không dành thế sự, trèo lần lượt đỉnh cao. Thật là thâm ảo bí văn học, bất quá, những thứ này bí văn kết cấu, biến phải càng ngày càng phức tạp đồng thời, làm sao có một ít cổ quái. Theo tiến vào thạch thất càng ngày càng kháo hậu, Tần Trần chứng kiến trên vách tường bí văn thời điểm, lại có một loại âm lãnh, hung tàn cảm giác rót vào đầu óc hắn, khiến cho hắn rất khó chịu. Vù vù, làm thứ 5 thạch thất bí văn, bị hắn triệt để cảm ngộ lý giải sau. Tần Trần tinh thần trong nháy mắt bị tách, cả người phảng phất đặt mình trong một cái vô tận vũ trụ tinh không, trong tinh không, có một đôi băng lãnh khát máu con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Này là đáng sợ đến bực nào cặp mắt, một khắc kia, vô tận tà ác, âm lãnh, khí tức bạo ngược bao phủ hắn tâm linh, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, linh hồn đều tựa như dại ra. Như là chỉ quá khứ một sát, hoặc như là đi qua vô số thế kỷ vậy. Tần Trần trong giây lát thức giấc, lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn như cũ đứng ở đó thạch thất phía trước, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hoảng sợ không thôi. Đó là cái gì? Tần Trần chấn động, mình tại sao sẽ có như thế một loại cảm giác? Ở vô tận bí mật văn chung, chứng kiến khát máu hai mắt, cuối cùng lại là thuộc về ai? Chẳng lẽ là thời xa xưa sau, chỗ còn sót lại cảnh tượng? Tần Trần nghi hoặc, bí văn, bản thân cùng trận pháp, cấm chế một dạng, là sẽ không có thuộc tính, mà chỉ là một loại phức tạp, huyền diệu kết cấu, vì sao ta tìm hiểu tới trình trong, lại sẽ cảm thấy khó chịu, hơn nữa, còn nhìn thấy như thế một đôi ánh mắt đáng sợ. Chẳng lẽ nói, ta quan sát những thứ này bí văn, là một cái hoàn chỉnh bí văn kết cấu, có bản thân thuộc tính. Tần Trần nghĩ đến một cái khả năng, thì giống như, trận văn bản thân là không có thuộc tính, thế nhưng, tiến nhập hàn băng trận pháp người, nhất định sẽ cảm thấy lạnh lẽo, tiến nhập liệt diễm trận pháp người, cũng sẽ cảm thấy nóng bỏng, đây không phải là nói, những thứ kia trận văn có hàn băng hoặc người liệt diễm thuộc tính, mà là rất nhiều trận văn cấu thành trận pháp, sở sinh có hiệu lực quả. Đồng lý, quan sát bí văn bản thân, cũng sẽ không có không cảm thấy thoải mái, lại sẽ không cảm thấy âm lãnh cùng hung tàn, trừ phi. Tần Trần phía trước chỗ quan sát bí văn, bản thân liền là một tương tự rất âm lãnh cùng hung tàn bí văn, mới có thể sinh ra như vậy cảm giác. Chỉ là, Cổ Nam Đô tiền bối đại năng, vì sao phải bày quỷ dị như vậy một cái bí văn, để cho bọn họ cảm ngộ, nhận truyền thừa. Tần Trần không nghĩ ra, còn đang nghi hoặc, trước phòng bằng đá hình vuông, lần thứ hai mở ra, xuất hiện một cái mới thông đạo. Mặc kệ, tiếp tục nữa cảm ngộ, lần này, đi tới phần cuối, mới trên nhà đá, lại là một bộ không trọn vẹn bí văn đồ. Hả, dĩ nhiên là không trọn vẹn, Tần Trần sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lĩnh ngộ qua đây, trong lòng không nhịn được có chút tiếc nuối. Xem ra, cảm ngộ chỉ có 5 cái thạch thất, này thứ 6 thạch thất, chắc là kiểm nghiệm ta trước cảm ngộ năng lực. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngón tay duỗi một cái, chân lực rót, nhanh chóng đem không trọn vẹn bí văn đồ cho bổ sung hoàn tất, tạo thành một bộ hoàn mỹ bí văn đồ. Đối Tần Trần mà nói, lúc trước 5 cái trong thạch thất bí văn, tuy là phức tạp, nhưng đã hoàn toàn bị nơi khác lĩnh ngộ ở ngực, nếu diễn sinh toàn bộ mới bí văn, có lẽ sẽ tiêu hao không ít thời gian, thế nhưng trên tường không trọn vẹn bí văn đồ, cùng trước bí văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tự nhiên dễ dàng liền bổ sung hoàn tất. Trên nhà đá bí văn, lập tức toát ra hào quang óng ánh, bao phủ ở Tần Trần. Vù vù, Tần Trần trong nháy mắt biến mất ở trong thạch thất, biến mất, nơi khác đã vậy còn quá nhanh liền lĩnh ngộ đệ nhất tầng thứ bí văn. Ngắn ngủi nửa ngày, liền đem tộc của ta cơ sở bí văn đồ lục tất cả đều lĩnh ngộ hoàn thành, quá nhanh. Cổ Nam Đô ý chí quan sát đến thứ 12 danh tuyển thủ tình trạng, nhìn thấy Tần Trần biến mất ở cửa thức nhất sau, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nơi khác tuyển thủ, coi như thiên phú kia cao nhất Ma Lệ, cũng mới vừa mới bắt đầu thứ tư thạch thất cảm ngộ, kẻ khác, thậm chí mới ở cửa thứ hai, cửa thứ ba cũng đã bị nạn ở. Tần Trần có thể nhanh như vậy đem 5 cái bên trong thạch thất cơ sở bí văn đồ lục cảnh giới lĩnh ngộ, đồng thời hoàn mỹ vận dụng, làm sao có thể? Ngay cả Cổ Nam Đô ý chí đều đang khiếp sợ. Bí văn đồ lục lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn, tuy là này trước tầng 5 chỉ là cơ sở cấp độ bí văn đồ lục, nhưng dù sao cũng là một cái thiên địa mới, tuyệt không là người bình thường ung dung là có thể lĩnh ngộ. Trừ phi là tiểu tử này bản thân liền ở phương diện này có thành tựu kinh người, hoặc người trước cũng đã có nắm giữ, bằng không tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Cổ Nam Đô ý chí ngừng lúc hưng phấn, bất kể như thế nào, người này nắm giữ ban đầu bí văn đồ lộ, đại biểu nơi khác có cơ hội lĩnh ngộ tộc của ta công pháp, nếu thật như vậy. Mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng này bóng người màu đen biểu tình trong nháy mắt sóng gió nổi lên, tràn ngập kích động, hiện tại thì nhìn nơi khác ở cửa ải kế tiếp cảm ngộ thế nào. Mang theo chờ mong, Cổ Nam Đô ý chí tiếp tục quan sát đi. Vù vù, trước mắt nhoáng lên, Tần Trần đi tới một cái tiệm mới trong không gian. Hả, Tần Trần nhìn một cái, dòng sông, chỉ thấy lúc này nơi khác, đặt mình trong ở một mảnh thuần trắng hư vô không gian trong, toàn bộ trong không gian, cơ hồ không có thứ gì, chỉ có phía trước có một đạo u tối dòng sông chảy qua. Đây là, Tần Trần đứng ở trên sông ngòi, lăng không khiếp sợ xem xuống phía dưới, tinh thần lực hơi một cảm ứng, liền phát hiện này dòng sông dĩ nhiên là một loại hết sức cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này, có một ít cùng loại chân lực, nhưng cùng chân lực, nhưng lại có một chút khác biệt, mang theo một tia làm người sợ hãi âm lãnh, phảng phất một cái minh hà. Đây là lực lượng gì? Võ giả tu luyện bất đồng công pháp, lấy được chân lực thuộc tính tự nhiên cũng bất đồng. Có lạnh lẽo như hàn băng, có nóng bỏng như lửa, có mực đen như mực, cũng có lộng lẫy như mặt trời gay gắt. Thí dụ Cửu Tinh Thần Đế Quyết chân lực, chính là trùng trùng điệp điệp, chính gốc dung nạp. Mà Ma Lệ tu luyện Huyết Ma giáo ma công, chính là âm lãnh hắc ám. Bất đồng công pháp, thả ra ngoài khí tức thì không giống nhau. Phía trước con sông này, u tối, giống như một cái minh hà, trừ âm lãnh ở ngoài, cho Tần Trần cảm giác thứ hai, chính là cường đại. Không thua gì với Cửu Tinh Thần Đế Quyết cường đại, đây cũng là một loại chân lực, nhưng cái gì chân lực có thể cùng Cửu Tinh Thần Đế Quyết so sánh. Tần Trần chấn động, Cửu Tinh Thần Đế Quyết là hắn theo thần cấm chi địa lấy được vô thượng công pháp, luận độ tinh khiết, vượt xa nơi khác quá khứ chỗ thấy được bất luận cái gì nơi khác công pháp, ngự trị ở một ít thiên cấp công pháp trên. Thế nhưng, phía trước này màu xám cho mông chân khí lực tức, vậy mà không thua kém gì Cửu Tinh Thần Đế Quyết, để cho Tần Trần làm sao không khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, nơi khác liền khôi phục lại bình tĩnh. Cửu Tinh Thần Đế Quyết, nghe đồn là theo thiên giới lưu truyền tới nay, mà Cổ Nam Đô di tích, còn lại là ở hắc ám niên đại trước cường đại di tích, khi đó cường giả, có khả năng ngao du hư không, có cùng loại Cửu Tinh Thần Đế Quyết đáng sợ công pháp, cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được việc. Mặc kệ cái gì chân lực, nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy ý khác có thể là để cho mình thu nhận. Vù vù, lúc này tâm ý khẽ động, bắt đầu dưới sự khống chế địa phương chân lực dòng thác. Hả, để cho Tần Trần khiếp sợ là, những thứ này chân lực, cư nhiên không còn cách nào thu nhận. Những thứ này chân lực không phải cho chúng ta thu nhận. Đó là, Tần Trần cau mày, mà đi sau hiện, đang cùng những thứ này chân lực sau khi tiếp xúc, có thể hoàn mỹ cảm ứng được những thứ này chân lực trong kết cấu. Chẳng lẽ là để cho chúng ta cảm ứng này chân lực cấu thành kết cấu, dùng để tiến hành mô phỏng. Ngay sau đó, Tần Trần bắt đầu ngồi xếp bằng, phân tích những thứ này chân lực kết cấu. Đúng là, quỷ dị phát hiện, những thứ này chân lực, cùng phổ thông chân lực kết cấu, cực kỳ bất đồng. Nhìn bề ngoài giống như không có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế lại có bản chất khác biệt. May mà những thứ này chân lực không có thể hấp thu, bằng không, chỉ cần nơi khác hấp thu một cái đến trong cơ thể, tất nhiên sẽ cùng trong thân thể bản thân chân lực phát sinh xung đột kịch liệt. Đến lúc đó, sẽ phát sinh hậu quả gì, không người có thể biết được, nhưng cực đại khả năng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cổ Nam Đô ý tứ là để cho chúng ta phân tích này chân lực dòng sông kết cấu, đổi nữa tạo bản thân chân lực kết cấu, khiến cho giữa hai người sẽ không có nhiều xung đột lớn, lại tiến hành thu nhận. Tần Trần trong nháy mắt minh bạch một ải này truyền thừa xem cùng then chốt. Ở sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần hoàn toàn chìm đắm lại, bắt đầu xa vào đối này chân lực kết cấu cảm ngộ trong. Theo thời gian trôi qua, chân lực dòng sông kết cấu, một chút rõ ràng hiện ra ở Tần Trần não hải. Mà Tần Trần nghi hoặc cũng càng lúc càng lớn, này chân lực kết cấu, rất cổ quái, trên đời tại sao có thể có quỷ dị như vậy chân lực kết cấu, cùng công pháp bình thường tu luyện chân lực, dứt khoát bất đồng. Hơn nữa này Cổ Nam Đô truyền thừa, đầu tiên là để cho chúng ta cảm ngộ bí văn, tiếp đó, lại phân tích chân lực kết cấu, giữa hai người này, có liên hệ gì sao? Tần Trần tuyệt không tin tưởng, Cổ Nam Đô là tùy ý thiết trí khảo hạch, trong lúc này, tất nhiên là có cái gì xem. Chớp mắt, nửa ngày đi qua, Tần Trần rốt cục đối này chân lực kết cấu, có một tia một chút giải khai. Thu nhận, tinh thần khẽ động, lập tức một cổ màu xám trong mông chân lực, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tốt cảm giác âm lãnh thấy, bất quá, rốt cục có khả năng thu nhận. Tần Trần kinh hỉ, ào ào xôn xao, một tia chân lực trong nháy mắt rót vào trong thân thể của hắn, Tần Trần có khả năng rõ ràng cảm giác được, thân thể mình cường độ, dĩ nhiên tại chậm rãi để thăng. Thật đáng sợ, đó là cái gì chân lực? Tần Trần kinh ngạc đến ngây người, thân thể hắn đã đạt đến bất diệt thánh thể tam trọng cảnh giới, dĩ nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng này chân lực lại vẫn có thể đề thăng thực lực của hắn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tiếp tục thu nhận, Tần Trần lúc này không chút nào do dự tiếp tục thu nhận phía trước này u tối chân lực đến, đồng thời chậm rãi tiến vào các vị trí cơ thể. Nhiều u tối âm lãnh chân lực bắt đầu cải tạo thân thể hắn. Theo trong cơ thể hắn này cổ chân lực càng ngày càng nhiều, đột nhiên. Đùng, khi này cổ chân lực tiến vào đan điền huyết mạch chỗ thời điểm, Tần Trần trong thân thể lôi đình huyết mạch đột nhiên tự động kích hoạt lên. Lốp bốp, lôi quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt cùng này cổ chân lực phát sinh tranh phong. Ta lôi đình huyết mạch, vậy mà không còn cách nào cùng này chân lực hòa hợp. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghi hoặc, huyết mạch chi lực cùng chân lực là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, một dạng căn bản sẽ không xuất hiện vô pháp khoan dung huống, thế nhưng hiện ở loại tình huống này, để cho Tần Trần nghi hoặc. Không đúng, không phải ở tranh phong, mà là tại cải tạo, có thể đón lấy, Tần Trần khiếp sợ phát hiện, lôi đình huyết mạch lực cũng không phải là đang cùng u tối chân lực tranh phong, mà là tại từ từ tiến hành cải tạo. Lôi quang bắt đầu khởi động ở giữa, mới vừa tiến vào trong cơ thể âm lãnh chân lực, bị lôi quang thanh tẩy sau, lập tức biến phải chính gốc, ôn hòa lên. Tần Trần đại hỉ, trước hắn thu nhận những thứ này màu xám cho chân lực, tuy là thực lực có tăng lên, nhưng trong lòng luôn luôn rất khó chịu, thế nhưng lúc này, cái loại này không cảm thấy thoải mái triệt để biến mất. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Trần nghi hoặc, vì sao này Cổ Nam Đô ý chí muốn để cho bọn họ cảm ngộ cùng thu nhận này quỷ dị như vậy chân lực. Còn là nói, thời đại viễn cổ, nhân tộc cường giả tu luyện chân lực, cùng người hiện đại tu luyện chân lực, bản thân thì có chỗ bất đồng. Sau đó, Tần Trần liên tiếp thu nhận vậy thật lực trường hà trong lực lượng. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Tần Trần huyền cấp trung kỳ đỉnh phong tu vi trong nháy mắt đột phá, tiến vào huyền cấp hậu kỳ. Bất quá Tần Trần cũng không có dừng lại tu luyện, luôn luôn cùng trong cơ thể chân lực đạt đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong sau, lúc này mới dừng lại. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Tần Trần đối này chân lực kết cấu có càng thêm rõ ràng giải khai. Huyền diệu, càng giải khai, Tần Trần đối này chân lực kết cấu bộc phát chấn động. Khó trách có khả năng tăng lên cực lớn bản thân tu vi, không thể không nói, này chân lực vô luận là độ tinh khiết, vẫn còn là cường độ phía trên, đều vượt xa phổ thông công pháp tu luyện chân lực, thậm chí càng ở thiên cấp công pháp chân lực trên, đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Tu nhận như vậy chân lực, có thể so nằm nhiều chân thạch trong tiến hành tu luyện, như vậy cơ hội Tần Trần há lại sẽ bỏ qua. Thế nhưng, ở tu vi đột phá huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong sau, Tần Trần rốt cuộc dừng lại. Bởi vì hắn biết, vô luận là tu vi, vẫn là cảm ngộ, đều phải tiến hành theo chất lượng, một điểm đột phá quá nhanh, tất nhiên sẽ đối căn cơ tạo thành bất ổn. Tinh không dịch cục khác đường trên, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều tiến vào tầng này. Trong những người này, trừ Tần Trần ở ngoài, đều không người có thể đạt đến bí văn thứ 6 thạch thất, chính là tiến nhập cửa ải kế tiếp. Dù sao, trừ Tần Trần ở ngoài, mặc dù là ma lệ loại này ở tinh thần lực phương diện rất có tạo nghệ thiên tài, cũng không khả năng có Tần Trần kinh người như vậy hiểu biết, đối bí văn có khả năng triệt để cảm ngộ. Tiến nhập tầng thứ 2 sau, cảm thụ được phía trước màu xám cho chân lực, mỗi người cũng đều kinh hỉ vạn phần, đều tiến lên thu nhận. Trong, ma lệ cùng quỷ ảnh thích ứng nhanh nhất, rất nhanh, trên người hai người khí tức liền bắt đầu đề thăng. Nhưng cũng có người, làm sao cũng không cách nào lĩnh ngộ này màu xám cho chân lực kết cấu. Tinh không dịch cục ngoại, siêu, tư đồ thắng thứ nhất bị truyền đưa ra, vô tận trên trời sao, Cổ Nam Đô ý chí khẽ lắc đầu. Này tư đồ thắng, ở tầng thứ nhất thời điểm, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ bí văn đến thứ 2 thạch thất, không nghĩ tới ở tầng này, thậm chí ngay cả một chút chân lực kết cấu đều không cách nào thích ứng, căn bản không khả năng tu luyện tộc của ta công pháp, hoàn thành tộc của ta tiền bối ý nguyện. Bóng người màu đen cực kỳ chú ý này truyền thừa, bởi vì nó rất rõ ràng, lần này truyền thừa xem là cái gì, trực tiếp quan hệ đến chúng nó tiền bối, thiết lập xuống kế hoạch, tuyệt không cho phép phân biệt trì. Vù vù, Cổ Nam Đô bên ngoài, tư đồ thắng sau khi thất bại, trực tiếp bị truyền tống ra Cổ Nam Đô, ra bên ngoài bây giờ trên đất trống. Tư đồ thắng, thần bí này đại điện đến là vật gì? Người ở bên trong lấy được cái gì truyền thừa? Người khác đâu? Chung quanh rất nhiều cường giả đã sớm cùng được nóng lòng không thôi, đều tiến lên hỏi. Ta, tư đồ thắng nghẹn lời, bởi vì Cổ Nam Đô ý chí đã từng nói, không nên tùy tiện đem tinh thần hạt giống sự tình cho biết ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, chỗ ở mình thế lực, ở Đại Uy Vương triều tính không cao nhất, thậm chí ở Huyền Châu trong, cũng không gọi được nghịch thiên, một khi bị hữu tâm nhân biết mình người mang nghịch ngày tinh thần hạt giống, nói không định sẽ làm ra chuyện gì đến. Vì vậy cười khổ nói, này Cổ Nam Đô truyền thừa, thật cũng không phải là sau khi tiến vào trực tiếp có thể có được, mà là cần đi qua khảo hạch. Cửa thứ nhất là phân tích một loại thần bí bí văn, cửa thứ hai là phân tích một loại chân lực kết cấu, đáng tiếc ta đều không thể hoàn thành, sở dĩ bị truyền đưa ra. Cái gì, còn muốn tiến hành khảo hạch? Mọi người há hốc mồm, cả đám trợn mắt há mồm. Theo dự tuyển khảo hạch đến hiện tại, những thiên tài này đều trải qua bao nhiêu khảo hạch, không nghĩ tới cuối cùng truyền thừa đều phải tiếp tục khảo hạch, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm, quả thực không nói gì. Vậy ngươi chung quy không là cái gì truyền thừa đều không có được chứ? Lại có người nghi hoặc, biểu thị nghi ngờ. Lấy được là lấy được một ít, nhưng đều không coi vào đâu. Tư Đồ Thắng giải thích, thật sao, có người tin tưởng, nhưng cũng có người nghi ngờ, thấy được Tư Đồ Thắng không có nói lời nói thật. Bất quá, trước mắt bao người, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể rời đi, chờ đợi đến tiếp sau người đi ra. Một bên, Tư Đồ Thắng bị hắn chỗ thế lực cường giả mang tới một bên, ngưng tiếng nói, người thật không có được cái gì. Hồi đại trưởng lão, thật ta được đến một quyển bí tịch. Bí tịch, trưởng lão cau mày, đúng, Tư Đồ Thắng gật đầu. Mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, không sai, hơn nữa chắc là địa giai bậc trung bí tịch. Cường giả khiếp sợ, thần sắc kích động, người xác định không nhìn lầm. Huyền Châu, tuy là ngự trị ở năm quốc phía trên, nhưng một dạng cao nhất thế lực mạnh nhất công pháp bí tịch, cũng thường thường chỉ là ở địa giai hạ đẳng A. Mà địa cấp bậc trung bí tịch, ở toàn bộ Đại Uy Vương Triều, đều đủ để đưa tới cuồng triều, rước lấy rất nhiều cường giả ngấp nghé. Tuyệt không có sai, mặc dù thứ nhất bị loại bỏ, thế nhưng ở loại bỏ trong nháy mắt, Tư Đồ Thắng trong đầu vẫn là tiếp nhận được truyền thừa, lấy được một quyển địa giai bậc trung công pháp. Đi, chúng ta lập tức rời khỏi. Cường giả ánh mắt ngưng lại, lập tức biết lợi hại, nếu để cho hắn không có thể được truyền thừa thế lực biết hắn vô không môn lấy được một quyển địa giai bậc trung bí tịch, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người ngấp nghé. Siêu siêu siêu, người này coi như là tình thế quả đoán, đối không thể đi ra Tần Trần đám người, đã không còn mảy may chú ý và hiếu kỳ, dẫn dắt Tư Đồ Thắng cùng mình thế lực cường giả, trong nháy mắt rời khỏi Cổ Nam Đô. Hả? Vô không môn người làm sao đều đi, thấy được một màn này, không ít người ánh mắt ngưng lại, nhận thấy được không thích hợp. Vô không môn đại trưởng lão cực kỳ giả dối, sớm như vậy rời đi, khẳng định có nguyên nhân. Nói không định là Tư Đồ Thắng ở bên trong được cái gì bảo vật. Cái gì nói không định, hẳn là khẳng định như vậy, có muốn đuổi theo hay không đi lên. Đuổi theo lại có thể làm sao, chẳng lẽ người nghĩ cùng vô không môn khai chiến. Chuyện này, thế nhưng chẳng lẽ liền mắt mở trừng xem của bọn hắn mang theo bảo vật rời khỏi. Hừ, muốn đi người đi được, coi như là có bảo vật, Tư Đồ Thắng thứ nhất bị truyền đưa ra, khẳng định lấy được đồ đạc kém cỏi nhất, còn lại 11 người lấy được đồ đạc, tất nhiên sẽ tốt hơn, đến lúc đó. Cũng đúng, Thiên Hành Thư Viện, Đế Tâm Thành, Lưu Tiên Tông những thế lực này chúng ta không thể đắc tội, thế nhưng nhận truyền thừa trong 12 người, có 6 người thế nhưng 5 quốc người, vậy. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ở đây không ít người đều nhìn 5 quốc người chỗ, đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một chút âm lạnh ánh mắt, không e dè trong trần chuồng ngấp nghé quang mang. Năm quốc chỗ, mọi người cảm thụ được Huyền Châu cường giả ánh mắt, trong lòng cũng là phù lược lên một chút dự cảm không tốt. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liếc nhìn nhau, trong con người bộc lộ ra ngoài đều là bất đắc dĩ. Đối tình cảnh này, bọn họ cũng là bất lực, chỉ có thể lòng mang tâm thần bất định, ước ao Huyền Châu người có khả năng cố mặt. Lúc này, thần bí trong cung điện, xôn xao, Tần Trần kết thúc thần bí chân lực thu nhận sau, trong nháy mắt bị quang mang bao phủ, tại chỗ biến mất. Ta đây, chắc là tiến nhập tầng kế tiếp, bất quá này tầng kế tiếp lại sẽ có cái gì? Tần Trần hiếu kỳ, trước bí văn cùng thần bí chân lực, đều mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn, mà tầng thứ ba, lại sẽ có bảo vật gì? Thân thể nhẹ bẫng, dĩ nhiên đi tới một mảnh thần bí không gian, cả vùng không gian trong, không có thứ gì, trống rỗng. Trống rỗng, Tần Trần kinh ngạc, xem xét tỉ mỉ bốn phía, chung quanh tất cả hư vô, vắng vẻ, không có bất kỳ vật gì. Đây là ý gì? Tần Trần nghi hoặc, chẳng lẽ này tầng thứ ba, ẩn giấu có vật gì? Đứng tại trong hư không, Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn bốn phía tất cả, tìm kiếm manh mối. Nhưng là không có thứ gì, vắng vẻ một mảnh, đột nhiên, vù vù, trước mắt trống rỗng chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen đường bộ, con đường này đường, giống như một cái bóp méo hắc tuyến, tản ra thần bí quang mang, chậm chậm lưu động. Đây là, Tần Trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trống rỗng chỗ màu đen đường bộ càng ngày càng nhiều, chậm rãi, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp đồ án, tản mát ra một cổ rất lớn khí tức. Đây là, công pháp đồ. Này tầng thứ ba truyền thừa, chẳng lẽ là chính là để cho ta tu luyện thần bí này công pháp. Tần Trần nín hơi, phía trước công pháp này đồ án không gì sánh được phức tạp, vượt xa Tần Trần kiếp trước sở kiến một ít thiên giai công pháp trên, thậm chí có thể cùng Cửu Tinh Thần Đế Quyết đánh đồng. Thật đáng sợ, bực này công pháp, tuyệt độ không phải thiên giai công pháp có thể so sánh, chẳng lẽ lại là ngự trị ở thiên giai trên công pháp. Tần Trần chấn động, tu luyện Cửu Tinh Thần Đế Quyết sau, hắn mới thật sâu biết, một cái cường đại công pháp tầm quan trọng, hôm nay, còn nữa một cái như vậy công pháp xuất hiện, với hắn mà nói chấn động, tự nhiên không cách nào hình dung. Thử xem đi, lúc này, Tần Trần ngưng mắt nhìn phía trước thần bí công pháp đồ án, cả người xa vào thôi diễn cùng cảm ngộ trong. Thần bí cung điện phía trên nhất chỗ, màu đen cổ nam đô ý chí hiện lặng tra xét các trên tinh lộ tình trạng. Làm Tần Trần tiến nhập tầng thứ 3 sau, bóng người màu đen thoáng cái đứng lên. Kích hoạt, tộc của ta các đời trước đã từng bày khảo hạch vậy mà thật kích hoạt. Tần Trần, vậy mà thật hoàn thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 khảo nghiệm, tiến vào tầng thứ 3. Chẳng lẽ nói, tộc của ta các cường giả ở thời đại viễn cổ bày kế hoạch, cuối cùng thực hiện. Bóng người màu đen kích động cả người đều run rẩy. Không, bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm, nhưng rất nhanh, nó thanh tỉnh qua đây, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Này tầng thứ 3 công pháp, không gì sánh được trọng yếu, phía trước 2 tầng khảo hạch, cũng chỉ là thành cho tầng thứ 3 làm chuẩn bị mà thôi, độ khó cao, tuyệt không phải người thường có khả năng đạt đến. Này Tần Trần tuy là thiên phú kinh người, nhưng muốn triệt để hoàn thành này tầng thứ 3 khảo hạch, có lẽ còn có độ khó rất cao, hiện tại thì nhìn, người này cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Nhưng mặc kệ đi tới một bước kia, kết hợp trước hắn lấy được kim sắc tinh thần hạt giống, tộc của ta các đời trước chế lập kế hoạch họa, chẳng khác nào đã hoàn thành một nửa. Cổ Nam Đô ý chí nội tâm mong mỏi, tinh không này dịch trong cuộc ẩn chứa đại bí mật này, quan hệ đến chúng nó bộ tộc này đã từng bày trọng yếu kế hoạch. Chỉ muốn thành công, lại có thể giải khai mở một cái thật lớn then chốt. Hôm nay, Tần Trần là tiếp cận cái kế hoạch này gần nhất người. Tầng thứ 3 hư vô không gian, Tần Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong phía trước công pháp trong. Huyền diệu, quá huyền diệu, phía trước công pháp, cùng Cửu Tinh Thần Đế Quyết có thể nói là có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh công hiệu. Thế nhưng cũng có một chút để cho Tần Trần không gì sánh được nghi hoặc, đó chính là phía trước công pháp này vận hành lộ tuyến, cùng công pháp bình thường, có dứt khoát bất đồng vận hành lộ tuyến. Kỳ quái, thân thể ẩn chứa bí ẩn bảo tàng, so bất kỳ vật gì đều phức tạp, vì vậy có khả năng dọc theo các loại công pháp bí tịch. Thế nhưng, công pháp bản thân, cũng đều là căn cứ vào thân thể thân xác, dựa theo đạo lý mà nói, mặc dù là phương thức vận hành bất đồng, tu luyện hình thức bất đồng, thế nhưng hạch tâm bản chất, chắc là một dạng. Thế nhưng phía trước công pháp này, như thế nào cùng người bình thường thể, dường như có không cùng hòa giải mâu thuẫn. Tần Trần nghi hoặc, không thể nào hiểu được, thí dụ cái này vận hành lộ tuyến, dựa theo Cửu Tinh Thần Đế Quyết, thân thể cùng sở hữu 12 cái kinh mạch, 12 kinh mạch vận chuyển trong, đi nhâm mạch, hoặc người đi càn mạch, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng môn công pháp này, lại đi lưỡng mạch vị trí chính giữa, chỗ đó, gần là một cái phổ thông kinh mạch, làm sao có thể thừa nhận khổng lồ như vậy chân lực vận hành. Còn có cái chỗ này, giống như vậy, nơi đây, là thần môn, nếu như dung nạp chân lực, sẽ ảnh hưởng đến người tinh thần linh hồn, khiến cho biến phải cuồng bạo, vì vậy đối chân lực dung nạp, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, thế nhưng ở công pháp này phía trên, lại làm cho chân lực chính quán trú ở chỗ này, phổ thông võ giả nếu là tu luyện công pháp, có lẽ còn không có luyện thành, cũng đã bởi vì thần môn nát vụn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trừ phi, tu luyện người nhục thân cường đại đến biến thái, thần môn vách màng, có khả năng ngăn cản chân lực xâm lấn, có lẽ có một đạo khả năng. Còn có cái chỗ này, đắm chìm trong phía trước công pháp trong, Tần Trần lập tức phát hiện chưa nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này, căn bản không nên ở huyền diệu như vậy công pháp phía trên xuất hiện, đều thuộc về một ít sơ cấp sai lầm, thế nhưng ở công pháp này trong, lại cứ xuất hiện. Hả, gì, nơi này lại có giải quyết cách làm, là trước kia bí văn thuật, chẳng lẽ nói Cổ Nam Đô tiền bối, cũng phát hiện công pháp này sai lầm, vì vậy thiết kế ra một bộ bí văn phương thức, để giải quyết công pháp này trong vấn đề, tiến hành bổ toàn. Đột nhiên, Tần Trần xem đến phía dưới, một ít bản thân rõ ràng cảm giác được sai lầm địa phương, đối phương dùng bí văn, tiến hành vẽ bề ngoài và giải thích. Thí dụ, trước nhâm mạch cùng càn mạch chính giữa mạch, cường độ không đủ, đối phương liền đưa ra một cái bí văn giải quyết cách làm, lợi dụng bí văn, gia cố bản thân này kinh mạch, lấy thừa nhận đáng sợ chân lực vận chuyển. Thần kỳ, huyền diệu, để cho Tần Trần như si mê như say xưa, phảng phất mở ra một cánh toàn bộ mới cửa chính. Những thứ này bí văn xác định thần kỳ, vậy mà có hiệu quả như thế, khó trách tầng thứ nhất thời điểm, chính là để cho chúng ta lĩnh ngộ này bí văn cơ sở, nguyên lai là có thể dùng ở cái địa phương này. Tần Trần chấn động, minh bạch qua đây, Cổ Nam Đô truyền thừa mỗi một tầng, đều có nó ngụ ý, nếu như ngươi không có hiểu rõ, chỉ là bởi vì ngươi vẫn chưa đi đến một bước này. Bất quá, ta chỗ tu luyện công pháp, là bất diệt thánh thể, cường độ vượt xa phổ thông võ giả, hơn nữa Cửu Tinh Thần Đế Quyết, cũng cho ta toàn thân mỗi một cái kinh mạch đều vô cùng cường đại, ngự trị ở cùng cấp bậc võ giả trên, đừng võ giả nhất định cần này bí văn, mới có thể tu luyện, nhưng ta, chưa chắc nhất định. Bạn đang nghe chuyện trên audioaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, Tần Trần một bên cảm ngộ, một bên đắm chìm trong, từ từ bắt đầu tu luyện. Mà khi Tần Trần ở trong không gian thần bí cảm ngộ công pháp thời điểm, hắn tinh lộ, mỗi người cũng đang tiến hành cảm ngộ. Thế nhưng, cũng không phải là sở hữu đều giống như Tần Trần, có thể ở bí văn cùng với chân lực phân tích phương diện, đạt đến Tần Trần một dạng trình độ. Khó, quá khó khăn, đó là cái gì chân lực kết cấu? Mỗi người đều cảm thấy đau đầu. Không được, trong, Vi Thanh Sơn rất nhanh thì theo sát Tư Đồ Thắng sau, bị truyền đưa ra ngoài. Hả, Huyền Phương Bất Diệt Thể, đây là địa giai bậc trung công pháp luyện thể. Tại bị truyền đưa ra ngoài đồng thời, Vi Thanh Sơn trong đầu cũng xuất hiện thuộc về mình truyền thừa, đúng là một quyển phòng ngự tương tự bí tịch. Dĩ nhiên là địa giai bậc trung công pháp luyện thể, mặc dù truyền thừa thất bại, nhưng Vi Thanh Sơn nhưng trong lòng như trước mừng như điên không thôi. Hắn ở luyện thể một đường, rất sớm đã cho thấy thiên phú kinh người, trước vẻn vẹn tu luyện một môn địa giai hạ đẳng công pháp luyện thể, phòng ngự cũng đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, khiến cho hắn xông vào trước 12 cường. Hôm nay, hắn lấy được một môn như vậy phù hợp bản thân công pháp, một khi tu luyện đến đại thành, lại sẽ đạt tới bực nào kinh người một mức. Trở thành thiên kiêu một trong, tuyệt không phải chỉ là muốn tượng. Siêu siêu siêu, mà ở Vi Thanh Sơn sau khi thất bại, Mạnh Hưng Giác, Vũ Văn Phong, Quỷ Ảnh, Vương Khải Minh cũng đều liên tiếp bị loại bỏ. Từng cái bị truyền đưa ra ngoài, chỉ là bị truyền đưa sau khi ra ngoài, trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một bộ công pháp, đồng thời căn cứ nhận truyền thừa thời gian dài ngắn, chiếm được công pháp đẳng cấp cũng có chỗ bất đồng. Trong, cuối cùng rời đi Vương Khải Minh lấy được, dĩ nhiên là một môn địa giai thượng đẳng đao pháp. Phong Vân Ma Đao Quyết, theo Vi Thanh Sơn đám người truyền thừa kết thúc, Cổ Nam Đô bên ngoài, Huyền Châu cùng năm quốc rất nhiều cường giả, cũng đều liên tục biết trong truyền thừa dung, cùng với, mỗi người đều được một bộ bí tịch tình huống. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải trở nên tế nhị. Địa giai bậc trung công pháp, mặc dù là ở đây rất nhiều Huyền Châu cao nhất thế lực, cũng không dám khinh thường, từng cái mắt lộ ra tham lam. Hắc hắc hắc, có ý tứ, địa giai bậc trung công pháp, xem ra lần này năm quốc đi, xác định chuyến đi này không tệ a. Có đại uy vương triều cường giả, khóe miệng buộc vòng quanh cười nhạt, nhanh cười ra tiếng, một đôi tròng mắt, như là tiếp cận thú săn sói đói, tản mát ra sâu kín lục quang. Như vậy cảnh tượng, để cho năm quốc người, các trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thấy một chút không hay, đặc biệt Đại Lương quốc cùng Tiêu Chiến bọn họ, càng là trong lòng u ám, tâm thần bất định vạn phần. Đi, năm quốc đại bỉ đã kết thúc, bọn ta trước hết một bước. Vi Thiên Minh theo Vũ Văn Phong trong miệng, đã biết được hắn lấy được một môn địa giai bậc trung công pháp sự tình, lập tức sẽ phải rời khỏi. Chỉ là, không đợi theo trên đài cao xuống. Siêu siêu siêu, một đám đại uy vương triều cường giả, phút chốc bay vút tới, ngăn lại mấy người. Vi Thiên Minh trong lòng cảm giác nặng nề, cau mày nói, mấy vị làm cái gì vậy? Hắc hắc hắc, các hạ chắc là Đại Lương quốc cao thủ Vi Thiên Minh đi, nghe nói còn là năm quốc đệ nhất cao thủ, nửa bước võ tông, không tệ, thực lực xác định không kém. Một gã Huyền Châu cường giả trên dưới quan sát Vi Thiên Minh, thâm trầm cười rộ lên. Vi Thiên Minh khí sắc càng thêm khó coi, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là hôm nay Cổ Nam Đô đại bỉ còn chưa kết thúc, các hạ thân là năm quốc đệ nhất cao thủ, liền sớm rời đi, không thỏa đáng lắm chứ? Một gã khác Thiên Ưng cốc cao thủ, ánh mắt ưng trí, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Xin lỗi, ta Đại Lương quốc còn có chuyện quan trọng, cần muốn trở về xử lý, liền cáo từ trước. Vi Thiên Minh hít sâu một hơi, nuốt giận, đối diện mấy người, bọn chúng đều là ngũ giai võ tông, bất kỳ một cái nào thực lực đều cao hơn hắn, khiến cho Vi Thiên Minh không dám có chút làm càn. Đó cũng không được, có người cười nhạt, Chu huynh, lời này của ngươi lại không đúng. Tên còn lại lại cười rộ lên, nếu là Vi đại cao thủ xác định có chuyện quan trọng, muốn rời đi, cũng không phải không có khả năng, bất quá, Vũ Văn Phong, chỉ sợ cũng muốn lưu lại, dù sao, hôm nay truyền thừa còn kết thúc, Vũ Văn Phong xem như nổi bật tuyển thủ, há có thể sớm như vậy liền rời đi. Hắc hắc hắc, Lý huynh nói không sai, Vi đại cao thủ muốn đi nói, liền bản thân đi trước đi. Từng tên một Huyền Châu người, tất cả đều cười rộ lên, mắt lộ ra hí ngược. Bọn họ đối Vi Thiên Minh, tự nhiên không có ý kiến gì, thế nhưng Vũ Văn Phong cũng là thứ 12 danh lấy được truyền thừa huyền một trong những tuyển thủ, nói không định liền được cái gì nghịch thiên bí tịch, há có thể cho phép hắn đơn giản như vậy liền rời đi. Nơi xa, hắn Huyền Châu cao thủ, không động thanh sắc, nhưng đều là khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, chú ý nơi đây. Các ngươi, Vi Thiên Minh tức đến cả người run. Sư tôn, Vũ Văn Phong ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi nở rộ hàn mang, không nhịn được nhảy tới trước một bước. Trên người hắn, có kinh người sát cơ hiện lên. Phong Nhi, chớ lỗ mãng. Vi Thiên Minh vội vàng ngăn lại Vũ Văn Phong, trầm giọng nói, chúng ta về trước đi. Ngay sau đó, một đám người, lại trọng tân lui trở về trên đài cao. Hừ, các người thấy không, ban nãy Vũ Văn Phong, dường như còn muốn cùng chúng ta động thủ, quả thực không biết trời cao đất rộng. Người này cho là hắn xông vào trước 12 mạnh, là có thể cùng chúng ta giao thủ. Quá ngây thơ, rõ là con nghé mới xanh không sợ cọp, đáng tiếc, ban nãy hắn không có xuất thủ, nếu không, chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận bắt người này. Vài tên Huyền Châu cao thủ, cũng không có tiến lên, chỉ là vây quanh hai tay, một bên nghị luận, một bên cười nhạt. Nếu ta nói, trước tiên đem Vũ Văn Phong cùng Vương Khải Minh bắt lại tính, ngược lại này hai nước, cũng không có cao thủ gì. Đại Uy Vương Triều trong đám người, có người cười nhạt, rất có chút không nhẫn nại được. Không vội, các ngươi không thấy được, tam đại phái cũng còn không động sao. Ở tất cả mọi người kết thúc truyền thừa trước, vẫn là bình tĩnh chớ nóng, đừng làm chim đầu đàn, còn có năm quốc quỷ tiên phái, cũng có chút cổ quái, không nên tùy tiện nên xuất thủ. Nhưng một bên có người khuyên can, để cho nguyên bản có một ít dục dịch Huyền Châu cao thủ, lập tức an tĩnh lại. Ở trong mắt bọn hắn, năm quốc người, đã sớm là cá trong chậu, chỉ bất quá tạm thời, còn không thể ra tay a. Chờ đến tất cả mọi người truyền thừa kết thúc thời điểm, liền là bọn hắn đầu nghèo rớt mùng tơi là lúc. Bất quá, mặc dù ba thế lực lớn người cũng không nhúc nhích tay, nhưng những thứ này Huyền Châu cao thủ, cũng không có dừng lại làm khó dễ năm quốc người ý nghĩ. Ha ha, nếu trước không động thủ, vậy cũng thôi, nhưng này năm quốc người, cực kỳ xảo quyệt xảo hoạt, theo ta thấy, ngược lại là có thể trước đem các loại người khống chế lại. Nói không sai, vạn nhất bọn họ làm gạt, trong bóng tối chạy, vậy phiền toái. Đã như vậy, vậy còn nói thêm cái gì? Ngay sau đó, từng tên một Huyền Châu cường giả, đều cười gằn, hướng năm quốc người đi tới. Chư vị, này Đại Lương quốc, liền do lão phu trông giữ đi. Siêu siêu siêu, cười lạnh một tiếng, lúc này có vài tên Thiên Ưng cốc cường giả, hướng Đại Lương quốc bay vút tới, trực tiếp rơi vào Đại Lương quốc trên đài cao. Thiên Ưng cốc ở Huyền Châu, coi như là một cái không kém thế lực, lần này cũng dẫn dắt đệ tử trước tới tham gia Cổ Nam Đô đại bỉ, lại không nghĩ rằng, tiện nghi gì đều không chiếm được, tự nhiên trong lòng không cam lòng, muốn có thu hoạch. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy thế, mặt khác có vài tên Huyền Châu cao thủ, không nhẫn nại được, cũng rơi vào trên đài cao, đem Đại Lương quốc người, bao quanh súng lại. Mấy người các ngươi, đây là ý gì? Vi Thiên Minh khí sắc u ám, tức đến cả người run. Hắn đều đã lui trở về trên đài cao, không nghĩ tới này Huyền Châu người, lại vẫn không nhường chút nào, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng lẽ liền đúng như này coi trời bằng vung sao? Chư vị đều là Đại Uy Vương Triều cao nhân, tự nhiên biết đan các cùng huyết mạch thánh địa định ra quy củ, không thể vô cớ tàn sát thế yếu lực người, mấy vị chẳng lẽ là muốn mạo cùng lắm vĩ, đối với ta năm quốc hành động sao? Vi Thiên Minh cố nhấc lên một hơi, lớn tiếng quát lên. Ha ha, vị đại cao thủ yên tâm, chúng ta đi lên, cũng không phải là sẽ đối bọn ngươi động thủ, chỉ là, thấy trên đài cao phong cảnh không sai, sở dĩ đi lên xem xét một phen thôi, làm sao, chẳng lẽ chỉ cần ngươi vi đại cao thủ ở trên đài cao ngắm cảnh, không cho phép chúng ta đi lên hay sao? Ha ha ha, Chu huynh nói không sai, chúng ta chỉ là đi lên, xem phong cảnh một chút thôi, vi đại cao thủ không sẽ như thế chú ý chứ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, mấy người thanh âm, ở Cổ Nam Đô bên ngoài trên đất trống quanh quẩn, tức khắc đưa tới rất nhiều Huyền Châu cường giả cười to. Các ngươi, Vi Thiên Minh tức đến sắc mặt tối tăm, hắn thế nào không biết, những người này là hành động cố ý. Thế nhưng, hôm nay địa thế còn mạnh hơn người, đối phương phải muốn nói như vậy, hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì cách làm, chỉ có thể nuốt giận, không dám vọng động. Thiên Ưng cốc bọn họ chiếm giữ Đại Lương quốc, bây giờ còn có Quỷ Tiên phái cùng Đại Tề quốc, đã có đệ tử quay về, nói vậy lấy được cường đại bí tịch, không bằng, chúng ta cũng ra tay đi. Thấy Thiên Ưng cốc bọn họ động thủ, còn lại không ít Huyền Châu thế lực, cũng đều nhẫn nại không ngừng. Lần này tiến nhập Cổ Nam Đô lấy được truyền thừa năm quốc đệ tử, tổng cộng chỉ có 6 người. Trong, Quỷ Tiên phái 2 người, Đại Tề quốc 2 người, Đại Lương quốc cùng Lăng Thiên Tông các 1 người, mà hôm nay đi trước đi ra, còn lại là Quỷ Tiên phái Quỷ Ảnh, Đại Tề quốc Vương Khải Minh cùng Đại Lương quốc Vũ Văn Phong. Có thể nói là nhân số rất thưa thớt, nhưng lần này tới đến năm quốc Huyền Châu thế lực, cũng là số lượng rất nhiều, nếu là không đi trước hành động, rất có thể sẽ bị kẻ khác chiếm giữ, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Đi, ha ha, lão phu phải đi này Đại Tề quốc. Đại Tề quốc trừ này Vương Khải Minh ở ngoài, còn có một Tần Trần còn chưa đi ra, nói vậy thu hoạch lớn hơn nữa. Từng tên một Huyền Châu cao thủ cười lớn, đều hướng Đại Tề quốc cùng với Lăng Thiên Tông chỗ lao đi. Trong, Quỷ Tiên phái chỗ, cơ hồ một cái Huyền Châu cao thủ cũng không có. Còn lại Đại Tề quốc cùng Lăng Thiên Tông chỗ, lấy Đại Tề quốc số lượng là nhất, cường giả số lượng, cơ hồ là Lăng Thiên Tông không chỉ gấp đôi. Những thứ này Huyền Châu cao thủ tuy là kiêu ngạo, nhưng đều không phải là ngu ngốc, Quỷ Tiên phái vài tên hắc y lão giả, thần thần bí bí, trước không ngừng hành thư viện cường giả đều dám đối kháng, bọn họ mặc dù có lòng, nhưng kiêng kỵ phía dưới, cây hồng dĩ nhiên là chọn mềm cầm. Không được, Đại Tề quốc chỗ, Tiêu Chiến đám người một mực chú ý Huyền Châu cường giả cử động, thấy được chưa hơn cao thủ đều bay vút tới, từng cái nội tâm tất cả đều trầm xuống. Linh Vũ Vương đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đúng vậy Tiêu Chiến đại nhân, không ít Đại Tề quốc đệ tử trên mặt, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Đối với bọn họ mà nói, Huyền Châu võ tông cao thủ, bên kia là như trời một dạng căn bản không có năng lực ngăn cản. Ngược lại thì Vương Khải Minh, Triệu Linh San mấy người, từng cái ánh mắt lạnh lùng, lập lòe không khuất phục vẻ. Trước đừng có gấp, cùng Tần Trần đi ra lại nói. Tiêu Chiến tâm trạng trầm xuống, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, tâm thần bất định nói ra. Vừa dứt lời, vài tên Huyền Châu cao thủ, dĩ nhiên rơi vào đại tề quốc chỗ trên đài cao. Thấy được Tiêu Chiến đám người, lại còn có thể bảo trì trấn định, này trên mặt mấy người, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mấy vị, bọn ta ở các ngươi trên đài cao nhìn một chút phong cảnh, hẳn là không có ý kiến gì chứ. Có Huyền Châu cao thủ, đi tới Tiêu Chiến phía trước, cười như không cười nói ra, nhìn như ở hỏi, trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin thanh âm. Ha ha, Thiên La huynh hà tất làm điều thừa, chúng ta ở đài cao này phía trên ngắm phong cảnh, chẳng lẽ còn phải trải qua mấy cái này năm quốc phế vật đồng ý hay sao? Không sai, nơi đây cũng không phải mấy cái này năm quốc phế vật tài sản riêng, cùng bọn họ phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Tiếp theo tới vài tên Huyền Châu cường giả, đều là cười ha ha lên, trong giọng nói tất cả đều vẻ trào phúng. Tư thái kia kiêu ngạo, khiến cho Vương Khải Minh đám người, các khí sắc đỏ lên, trong lòng tức giận như lửa đang thiêu đốt, không nhịn được tiến lên một bước. Các người tất cả lui ra, Tiêu Chiến sầm mặt lại, liền để cho Vương Khải Minh mấy người lui ra phía sau, sau đó nhìn về phía mấy vị Huyền Châu cao thủ, cười nói, đài cao này rất lớn, mấy vị muốn ngắm phong cảnh, mặc dù thưởng thức, thực sự không được, chúng ta đem nơi đây để cho chư vị, cũng không sao. Tiêu Chiến rất rõ ràng, đối phương làm như thế, chính là muốn làm tức giận bọn họ, mới phải xuất thủ. Ha ha, ha ha ha, Tiêu Chiến vừa dứt lời, mấy vị này Huyền Châu cao thủ liền đều cười ha hả, hắc hắc, nói này năm quốc người là phế vật, thật đúng là nói không sai, chư vị có nghe hay không, chúng ta muốn chiếm giữ bọn họ đài cao, bọn họ không những ngay cả một dám cũng không dám phóng, còn muốn cho chúng ta, ha ha, ta Thái Nhất Môn chẳng lẽ còn cần ngươi để cho hay sao? Đầu lĩnh Huyền Châu Thái Nhất Môn cao thủ, cười to lên, tiếng cười ù ù, ở toàn bộ Cổ Nam Đô bầu trời quanh quẩn, từng cái mang trên mặt trào phúng. Ngươi, các ngươi nói ai là phế vật đây? Hừ, từng người đệ tử liền 24 cường đều xông vào không rác rưởi tông môn, cũng không biết nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt, ở chỗ này diễu võ dương oai. Ha ha, xem ra là đệ tử không được, không chiếm được thành tích, là cái phế vật, thân là trưởng bối lão phế vật bất mãn trong lòng, sở dĩ đi lên tìm phiền toái đến. Vương Khải Minh đám người không thể kiềm được, đều là cười lạnh. Nam nhi nhiệt huyết, đối phương nếu tuyên bố lấy muốn bắt bọn họ khai đao, cần gì phải nuốt giận. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi có gan lập lại lần nữa. Làm càn, Vương Khải Minh bọn họ nói, cùng trong nháy mắt xé ra đám người kia vết sẹo, từng cái trong nháy mắt thẹn quá thành giận. Trong một gã Huyền Châu võ tông nhịn không được, trực tiếp liền hướng Vương Khải Minh vồ bắt tới, bàn tay to lớn, giống như ưng chảo, nhanh như thiểm điện. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lấy được trước 12 mạnh, cũng không lên, hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống đến xin lỗi, liền đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Người này cả người đằng đằng sát khí, trên thân sợ người khí tức bao phủ, thật lớn móng tay, trong nháy mắt đến Vương Khải Minh đỉnh đầu. Ngươi làm cái gì? Tiêu Chiến sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn trở. Hừ, một cái võ tông đều không phải là phế vật, cũng ở trước mặt lão phu kiêu ngạo. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường giả, miệng hàm cười nhạt, thân thể rung một cái, một cổ đáng sợ kinh khí, trong nháy mắt bắn ra, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy được một cổ lực lượng kinh người cuốn tới, trên thân hộ thể chân lực trong nháy mắt nghiền, xì xì một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tiêu Chiến tuy là bước vào nửa bước vũ tông cảnh giới, nhưng dù sao thời gian không nhiều lắm, huống chi đối thủ vẫn là Huyền Châu uy tín lâu năm võ tông cường giả, làm sao có thể là người kém cỏi. Chỉ một chiêu, liền bị đánh bay, bản thân bị trọng thương. Ầm ầm, đáng sợ bàn tay, trực tiếp hạ xuống Vương Khải Minh đỉnh đầu, bàn tay kia thật lớn, quả thực muốn đem Vương Khải Minh đem con gà con một dạng sốc lên. Tiêu Chiến đại nhân, Vương Khải Minh trong lòng cả kinh, dưới tức giận, chẳng biết lúc nào, tay phải dĩ nhiên cầm bên hông chiến đao. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương, một cổ khí thế đáng sợ, theo trong cơ thể hắn phóng lên cao. Cheng, đồng thời phóng lên cao, còn có một cổ kinh người đao ý. Đùng, đao ý lộng lẫy, mang theo kinh người hủy diệt ý, chính muốn đem Huyền Châu cường giả bàn tay, đều chém thành hai khúc. Xuất thủ Huyền Châu cường giả, thấy thế sắc mặt đại biến, hả? Thật mạnh đao ý, một cái năm quốc đệ tử, thật không ngờ mạnh, khó trách ta Huyền Châu không ít đệ tử đều thua vào tay hắn, để cho hắn xông vào thập nhị cường. Thế nhưng bằng vào những thứ này, còn xa xa không đủ. Đối phương trong cơ thể, đột nhiên dâng lên một cổ khí thế kinh người, một cổ đáng sợ huyết mạch chi lực tràn ngập ra, cùng bàn tay màu đen kết hợp với nhau. Lúc đầu ở Vương Khải Minh hủy diệt đao ý phía dưới, có một ít lung lay sắp đổ bàn tay, lần thứ hai ngưng thật, tỏa ra che chắn quang mang, bao phủ tất cả. Tiểu tử, dám đối với ta Huyền Châu cường giả bất kính, phải có bị giáo huấn chuẩn bị. Cường giả miệng chứa cười nhạt, dĩ nhiên hạ quyết tâm, một bắt giữ Vương Khải Minh, liền nghiêm ra khảo vấn, hỏi trước xuất hiện ở Cổ Nam Đô ở bên trong lấy được truyền thừa lại nói, đến lúc đó bản thân tiến thối, cũng không có vấn đề gì. Đáng chết, đây chính là võ tông cường giả sao, liều mạng với hắn, vận chuyển trong cơ thể chân lực, Vương Khải Minh sẽ phóng tay đánh một trận. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, các hạ ở diện tiền bổn tọa khi dễ bản tọa phải bảo vệ người, có phải hay không quá không đem bản tọa để vào mắt. Hô, giọng nói rơi xuống, một cổ khí thức âm lãnh, đột nhiên xuất hiện ở đó Huyền Châu cường giả sau lưng. Cổ hơi thở này, âm lãnh như độc xà, phảng phất trong bóng tối, có cái gì ác tâm vật tiếp cận hắn, để cho Huyền Châu cường giả, chợt cảm thấy sau lưng có một loại ẩm ướt dính cảm giác. Người nào, mật dám đánh lén lão phu, gầm lên một tiếng, Huyền Châu cường giả, cố không rất đúng Vương Khải Minh động thủ, vội vàng xoay người một chưởng vỗ ra. Một cổ âm lãnh lực lượng chợt xông vào trong cơ thể hắn, Huyền Châu cường giả bạch 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 lui lại mấy bước, khí sắc mơ hồ trắng bệch, ánh mắt lập lòe không thôi. Chỉ thấy một bóng người màu đen, theo phía dưới trong đám người, chợt bay vút mà lên, đi tới đại tề quốc chỗ đài cao một bên. Người này khuôn mặt tất cả đều bao phủ ở áo choàng trong, chính là trước kia Tần Trần theo như lời sẽ bảo hộ hắn Hắc Nô. Các hạ là ai, có dũng khí ngăn trở lão phu? Này năm cúp đệ tử lúc trước nhục nhã ta Huyền Châu cường giả, chẳng lẽ các hạ là muốn cùng ta rất nhiều Huyền Châu cường giả là địch sao? Thái nhất môn Trần Thiên La sầm mặt lại, không vui nói ra. Nhưng trên trán lại tất cả đều là cảnh giác. Lúc trước Cổ Nam Đô trước khảo hạch, Đế Tâm thiếu chủ Đế Thiên Nhất từng cùng này đại tề quốc Tần Trần từng có xung đột, nhưng này Tần Trần không sợ chút nào, cũng nói này kêu Hắc Nô người khoác áo choàng sẽ bảo hộ hắn. Lúc đó, ba thế lực lớn cao nhất cường giả đều từng dò xét qua người này, lại mất công mà về. Trần Thiên La thân là Thái nhất môn phó môn chủ, tuy là tu vi bất phàm, nhưng cũng biết người đội đấu bổng này thực lực không giống bình thường, vì vậy không dám tùy tiện xuất thủ. Kiệt, cùng ngươi Huyền Châu là địch, các kế tiếp nho nhỏ ngũ giai sơ kỳ võ tông cũng có thể đại biểu toàn bộ Huyền Châu. Nghe vậy, người khoác áo choàng lại cười rộ lên, hắn tiếng cười khàn giọng, vô cùng âm lãnh, giống như độc hạt, để cho người ta cả người da gà nổi lên, sấm nhân không thôi. Nho nhỏ ngũ giai sơ kỳ võ tông, các hạ khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ cuối cùng có năng lực gì, dám nói lời này. Trần Thiên La triệt để nộ, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở người khoác áo choàng trước người, một chưởng hướng người khoác áo choàng hung hăng đánh tới. Chưởng phong cuồn cuộn, đại biểu ngũ giai võ tông thực lực đáng sợ, đột nhiên bạo phát, một cổ sợ người khí tức cuồn cuộn, chỉ nghe được ù ù vang lên ầm ầm, không khí chấn động, một bàn tay to lớn hướng người khoác áo choàng ầm ầm đắp rơi. Một chưởng này, so với trước đối phó Vương Khải Minh thời điểm, cường đâu chỉ gấp đôi, hiển nhiên là tức giận phía dưới, ra tay toàn lực, muốn thử dò người khoác áo choàng thực lực. Kiệt, đối mặt kinh khủng như vậy tấn công, người khoác áo choàng không hề sợ hãi, thậm chí quái cười ra tiếng, ở đối phương chưởng uy sắp đắp rơi trong nháy mắt, tay phải lộ ra, đưa ra một khô số thủ trường, cùng minh mông bàn tay phút chốc đụng vào nhau. Một bên là ẩn chứa kinh người chưởng uy đáng sợ bàn tay, bên kia còn lại là hình như tiểu tụy gầy yếu cánh tay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Thế nhưng kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Một tiếng thảm thiết kêu thảm thiết vang lên, Trần Thiên La bàn tay cùng người khoác áo choàng bàn tay đụng chạm lấy cùng nhau sau, tức khắc phát ra kinh thiên giống to tiếng, cả người khoanh tay chưởng, nhếch nhác lui lại, như tị xà hạt. Chỉ thấy tay phải hắn, đen kịt một màu, một cổ âm lãnh hắc khí, ở hắn trên tay phải, nhanh chóng lan ra, hướng trên cánh tay hắn địa phương leo đi. Hắc khí đến mức, truyền đến toàn tâm đau đớn, người vậy mà dùng độc. Trần Thiên La dưới tức giận, vội vàng nuốt vào nhiều giải độc đan, nỗ lực giảm bớt độc khí lan ra. Thế nhưng mặc cho hắn nuốt vào loại nào giải độc đan, đều không giải quyết được vấn đề, hắc khí đến mức, da rẻ bắt đầu thối rữa, như vạn kiến đốt thân. Phó môn chủ, một gã Thái nhất môn trưởng lão thấy thế sắc mặt tái nhợt, hướng về phía người khoác áo choàng giận dữ hét, người lấy cái gì độc, còn không mau đem đưa giải dược ra đây. Giải dược, ta đây độc, cũng không có gì giải dược, duy nhất cách làm, chính là đem cánh tay chặt đứt, nếu không ngươi liền mắt mở trừng nhìn các ngươi phó môn chủ, cả người thối rữa mà chết đi, kiệt. Phó môn chủ, trưởng lão vừa sợ vừa giận, lại không biết như thế nào cho phải. Muốn giải cứu Trần Thiên La, lại không biết thế nào hành động, mà đối phó người khoác áo choàng, liền phó môn chủ Trần Thiên La cũng không là đối thủ, hắn đi lên, cũng chỉ có thể là tự tìm cái chết. Chính do dự ở giữa, một đạo thảm thiết kêu thảm thiết vang lên, mọi người liền thấy Trần Thiên La nhịn không được thống khổ, tự tay đem chính mình tay phải, chảm gãy xuống, chặt đứt nửa đoạn cánh tay rơi trên mặt đất, lập tức phát ra xì xì tiếng, toát ra khói xanh, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước ngủ. Hí, toàn trường trong nháy mắt vang lên trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía người khoác áo choàng khí sắc, đều biến phải vô cùng e dè cùng hoảng sợ. Đây là cái gì độc, thật đáng sợ, gần là 10 cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, liền đem Thái nhất môn phó môn chủ Trần Thiên La cánh tay cho ăn mòn sạch sẽ, bọn họ nhiễm phải, đâu còn có thể có tốt. Phải biết rằng, Trần Thiên La mặc dù không là Huyền Châu chuyến này cao thủ mạnh nhất, nhưng là cũng không yếu, một thân tu vi đã đạt đến ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng mặc dù là như vậy cao thủ, ở người đội đấu bồng kia dưới sự công kích, nhưng ngay cả một chiêu đều không có thể tiếp tục chống đỡ. Đây là cái gì thực lực? Hí, trong đám người, hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục, thậm chí ngay cả Huyền Châu tam đại cao nhất thế lực cường giả đều ánh mắt ngưng lại, nhìn người khoác áo choàng âm thầm kiêng kỵ. Làm sao, mấy người các ngươi còn không cút xuống cho ta, chẳng lẽ cũng muốn đến như vậy một cái? Bạn đang nghe chuyện trên audioaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khoác áo choàng hướng trên đài cao còn lại mấy cái Huyền Châu cường giả liếc mắt nhìn, ngữ khí băng lãnh nói ra. Vài tên Huyền Châu cường giả liếc nhau, trong lòng kiêng kỵ, nhưng để cho bọn họ liền tiếp tục như thế, lại cũng quá mức mất mặt. Trong một người hừ lạnh một tiếng, cả giận nói các hạ thật là ác độc thủ đoạn, bất quá, lấy vì đánh bại Trần Thiên La, coi như ta Huyền Châu không người sao. Nói xong, liền hướng ba thế lực lớn nhìn lại, hiển nhiên là muốn đem ba thế lực lớn đưa vào đến. Đủ, Lưu Tiên Tông đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, hiện tại truyền thừa đều chưa kết thúc, lùi xuống trước đi đến đây đi. Cái gì? Lưu Tiên Tông đại trưởng lão nói, để cho Huyền Châu rất nhiều cường giả đều biến sắc. Đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn bỏ qua đối phương? Mặc dù trong lòng phẫn uất, nhưng ba thế lực lớn đều lên tiếng, bọn họ chỉ có thể nuốt giận, lui xuống. Những người này tâm tư, ba thế lực lớn người làm sao có thể không biết, không phải là muốn để cho bọn họ đứng ra, cùng người đội đấu bồng kia giao thủ a. Nhưng hiện tại, còn căn bản không phải thời điểm. Thấy được Huyền Châu cao thủ lướt xuống đài cao, Tiêu Chiến xóa đi khóe miệng tiên huyết, một đám người đều thở phào một cái. Mà sau đó đến người khoác áo choàng trước người, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bọn ta cảm kích bất kính. Người khoác áo choàng mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói, chư vị yên tâm, mọi người nếu là Tần Trần bằng hữu, tự nhiên cũng là bản tọa bằng hữu, có bản tọa ở, những thứ này Huyền Châu người, mơ tưởng đối với các ngươi hạ độc thủ. Người khoác áo choàng trong miệng vừa nói, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ, trước cùng những thứ này đại tề quốc đệ tử hỗn hỗn quen thuộc, đến lúc đó theo Tần Trần trên thân đoạt lại Thanh Liên yêu hỏa, cũng càng thêm thuận lợi. Vương Khải Minh đám người tự nhiên không biết người khoác áo choàng cùng Tần Trần liên quan, coi là đối phương là thành thật xuất thủ, liền trên trước cung kính nói, Hắc Nô tiền bối ân tình, bọn ta khắc khi trong lòng, xin thỉnh mời vào trong. Hắc Nô, người khoác áo choàng mặt một cái đen xuống, Tần Trần tiểu tử thúi kia cư nhiên cho mình lên một cái tên như vậy, quả thực là ném người chết, bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại là có thể giấu giếm bản thân thân phận chân thật. Được, chư vị cũng đừng quá khách khí. Lúc này, người khoác áo choàng mặt đen lại, tiến nhập đại tề quốc chính giữa đài cao, cùng Tiêu Chiến đám người đứng chung một chỗ. Trải qua này nháo trò, toàn bộ trên sân bầu không khí biến phải vô cùng quỷ dị cùng ngưng trọng. Huyền Châu mọi người sở tác sở vi, cũng làm cho năm quốc người, các trái tim băng giá, trở nên kinh hãi. Rất rõ ràng, mặc dù năm quốc tại trước 10 nhị cường trong, chiếm giữ 6 danh ngạch, thế nhưng Huyền Châu người, căn bản là không có chuẩn bị thả bọn họ đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu năm quốc lòng người trong đều là nặng trịch. Vù vù, mà vào lúc này, Cổ Nam Đô bên ngoài, đột nhiên có một tia không gian ba động bỗng dưng thoáng qua. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện, đúng là U Thiên Tuyết theo tinh không dịch cục trong truyền thừa, bị loại bỏ ra. Nàng vừa rơi xuống ở Cổ Nam Đô bên ngoài, liền trong nháy mắt cảm thụ được trên sân không khí quỷ quái, đồng thời cũng chứng kiến ở Lăng Thiên Tông trên đài cao, vậy mà đứng không ít Huyền Châu võ tông cường giả. Thấy cho nàng xuất hiện, những thứ này Huyền Châu võ giả ánh mắt trong nháy mắt tập hợp ở trên người nàng, những ánh mắt này cực kỳ không tốt, cho U Thiên Tuyết một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? U Thiên Tuyết nhướng mày, Thiên Tuyết, ngươi qua đây. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Lăng Thiên Tông tông chủ U Vô Tận lập tức đi tới bên người nàng, đưa nàng cho kéo về đi. Phụ thân, nơi này phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết trầm giọng nói, nàng cảm giác bén nhạy đến, trên sân bầu không khí vô cùng quỷ dị, hơn nữa chung quanh rất nhiều đại uy vương triều cường giả nhìn về phía nàng ánh mắt, đều cực kỳ không có hảo ý, bộc lộ tài năng. Thiên Tuyết, ngươi có phải hay không ở nơi này Cổ Nam Đô trong truyền thừa, lấy được một quyển cực kỳ mạnh mẽ bí tịch? U Vô Tận không trả lời nàng nói, mà là khẩn trương hỏi. U Thiên Tuyết ngẩn ra, phụ thân, làm sao ngươi biết? Ta xác định lấy được một môn kiếm pháp bí tịch, giọng nói rơi xuống, nàng chợt thanh tỉnh qua đây, dĩ nhiên minh bạch trên sân bầu không khí cổ quái như vậy nguyên nhân chỗ. Phụ thân, có phải hay không những thứ này đại uy vương triều cường giả, ngấp nghé chúng ta lấy được truyền thừa bí tịch, muốn xuất thủ cướp đoạt? U Thiên Tuyết trong lòng tức giận, Cổ Nam Đô truyền thừa, vốn là năm quốc di tích, đại uy vương triều những thứ này võ giả, không những chiếm lấy khảo hạch danh ngạch, càng là muốn đem bọn họ theo Cổ Nam Đô lấy được truyền thừa đều lướt đoạt tới, thật sự là quá phận. Thiên Tuyết, ngươi đừng quản nhiều như vậy, sau đó nếu là phát sinh xung đột, ngươi nếu là có cơ hội, liền mau trốn đi, ngàn vạn đừng lưu lại, nhớ chưa có. U Vô Tận âm u nói ra, trong đôi mắt toát ra một chút dứt khoát. U Thiên Tuyết nội tâm rung động, dĩ nhiên minh bạch phụ thân ý nghĩ, không khỏi được trong lòng ấm áp. Phụ thân, người yên tâm, những thứ này Huyền Châu võ giả âm mưu, sẽ không được như ý. U Thiên Tuyết ánh mắt kiên định nói ra. U Vô Tận cười khổ một tiếng, U Thiên Tuyết căn bản không biết Đại Uy Vương Triều cường giả cường đại, cho nên mới nói ra lời như vậy, nếu là nàng biết Đại Uy Vương Triều rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Bất kể như thế nào, sau đó một khi phát sinh xung đột, người nhất định phải muốn làm biện pháp rời khỏi. U Vô Tận thở dài một hơi, mặc dù hắn là năm quốc trong uy danh hiển hách tông môn chi chủ, nhưng đối mặt Đại Uy Vương Triều cường giả, cũng là không có nửa điểm đối kháng năng lực, hôm nay cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc này, tinh không dịch trong cục, Tần Trần còn đang điên cuồng cảm ngộ phía trước thần bí công pháp. Vù vù, trong thân thể của hắn, rất nhiều chân lực căn cứ phía trước thần bí công pháp đổ lục, nhanh chóng lưu chuyển, một cổ sợ người khí tức, theo trong thân thể hắn bắt đầu hồi phục. Một chu thiên, 10 cái chu thiên, 72 cái chu thiên, 108 cái chu thiên, làm Tần Trần dựa theo công pháp kia lộ tuyến vận hành 108 cái chu ngày sau, vù vù, một chút lực lượng quỷ dị, đột nhiên theo trong thân thể hắn sinh ra, ra hiện tại hắn trong kinh mạch. Đây là, trước tầng thứ hai quỷ dị chân lực, Tần Trần nét mặt ngẩn ra, căn cứ thần bí này công pháp tu luyện được chân lực, vậy mà cùng trước ở tầng thứ hai thu nhận quỷ dị chân lực giống nhau như đúc. Này một chút chân lực một sinh ra, Tần Trần thân thể tức khắc truyền đến đau nhức, có một ít thừa nhận không quỷ dị như vậy lực lượng. Thế nhưng ở tầng thứ hai thời điểm, Tần Trần đã sớm phân tích qua này chân lực kết cấu, lập tức tiến hành điều chỉnh, rất nhanh, trong thân thể đau nhức dần dần biến mất, một chút chân lực chậm rãi dung nhập vào Tần Trần nguyên bản tu luyện Cửu Tinh Thần Đế Quyết chỗ sinh ra chân lực trong. Làm hai cổ chân lực đổ vào thời điểm, tức khắc xuất hiện mãnh liệt xung đột, kinh người đau nhức, khiến cho Tần Trần không nhịn được đau hừ một tiếng, thân thể đều co quắp lên. Chuyện gì xảy ra, vì sao Cửu Tinh Thần Đế Quyết đối thần bí này công pháp sinh ra chân lực sẽ như thế chống cự? Tần Trần khiếp sợ, nói như vậy, bất đồng công pháp tu luyện được chân lực, xác định không còn cách nào tùy ý dung hợp, dù sao, mỗi chủng chân lực đều có bản thân thuộc tính. Thế nhưng, như lúc trước như vậy trực tiếp phát sinh xung đột kịch liệt hiện tượng, lại cực kỳ hiếm thấy. Không được, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là tu luyện ra một chút chân lực, theo tu luyện được quỷ dị chân lực càng ngày càng nhiều, thân thể ta trong xung đột cũng càng ngày sẽ càng lớn, đến lúc đó, mặc dù là ta tu luyện bất diệt thánh thể, cũng căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng như vậy xung đột. Tần Trần nhức đầu, tình huống trước mắt, hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện thần bí này công pháp. Trừ phi, hắn vứt bỏ nguyên bản tu luyện công pháp. Nhưng, bạn đang nghe chuyện trên audioaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Tinh Thần Đế Quyết là hắn sau khi sống lại, luôn luôn tu luyện công pháp, đồng thời đến từ thần cấm chi địa, thập phần cường đại. Mặc dù này cổ Nam Đô di tích rất đáng sợ, nhưng hắn cũng không khả năng trực tiếp phế bỏ Cửu Tinh Thần Đế Quyết, mà chuyển luyện thần bí này công pháp. Huống chi, thần bí này công pháp luôn luôn cho hắn một loại cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Chỉ là, để cho hắn trực tiếp buông tha cổ Nam Đô truyền thừa, lại có chút không cam chịu. Hơn nữa, cổ Nam Đô truyền thừa, trước tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khảo hạch, thật đều là đang vì này tầng thứ ba công pháp làm nền. Tầng thứ nhất bí văn, là để cho bọn họ có khả năng tu luyện công pháp này. Tầng thứ hai quỷ dị chân lực, là để cho bọn họ quen thuộc công pháp này sở sinh chân lực thuộc tính. Vì vậy Tần Trần có lý do tin tưởng, này cổ Nam Đô truyền thừa bí mật, chính là tại hắn hôm nay tu luyện thần bí này công pháp trong. Đúng, trước ở tầng thứ hai thời điểm, ta cũng không thể chịu đựng quỷ dị này chân lực, cuối cùng vẫn là lôi đình huyết mạch đi qua thanh tẩy sau, mới làm cho thân thể ta có khả năng tiếp tục thu nhận. Đột nhiên, Tần Trần nghĩ đến trước cảnh tượng, liền thúc giục chuyển động thân thể trong lôi đình huyết mạch. Nhiều lôi quang, nhanh chóng lướt ầm ra, bao phủ ở hắn ngưng luyện đi ra một chút quỷ dị chân lực. Đúng là, một chút quỷ dị chân lực ở lôi đình huyết mạch thanh tẩy phía dưới, lập tức biến phải chính gốc lên, cùng Cửu Tinh Thần Đế Quyết chân lực dung hợp thời điểm, cũng không có xảy ra lần nữa đối kháng hiện tượng. Có hy vọng, Tần Trần đại hỉ, đồng thời, lúc này điên cuồng vận chuyển thần bí này công pháp. Một tia thần bí chân lực nhanh chóng sinh ra, sau đó ở lôi đình huyết mạch thanh tẩy phía dưới, hóa thành chính gốc lực lượng. Nhưng thần bí kia chân lực đạt đến số lượng nhất định sau, vù vù, Tần Trần tức khắc cảm giác được, theo thần bí kia chân lực trong, phân chia ra một phần lực lượng, bị trong đầu hắn trước hạ xuống kim sắc tinh thần hạt giống, trong nháy mắt thu nhận đi qua. Hả, kim sắc tinh thần hạt giống, tại hấp thu này tu luyện được lực lượng thần bí, chẳng lẽ nói, công pháp này xem, chính là vì tẩm bổ này kim sắc hạt giống. Chẳng biết tại sao, lúc này Tần Trần trong lòng đột nhiên lại mọc lên một cổ cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Thế nhưng này sợi không cảm thấy thoải mái, rất nhanh thì biến mất, theo Tần Trần liên tiếp tu luyện, một tia chân lực, nhanh chóng dung nhập vào não hải kim sắc hạt giống trong, dần dần, kim sắc hạt giống phía trên văn lộ bộc phát sáng lên, phảng phất sống qua đến. Một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác, theo Tần Trần trong thân thể truyền ra ngoài. Thật thần kỳ tinh thần hạt giống, giờ khắc này, Tần Trần triệt để chấn động, khó trách Cổ Nam Đô ý chí nói này kim sắc tinh thần hạt giống là báu vật, quá cường đại. Giờ này khắc này, Tần Trần có một loại cảm giác, hắn tuy là tu vi khoảng chừng huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ở này kim sắc tinh thần hạt giống dưới sự kích thích, mơ hồ đã bước vào vũ tông cảnh giới. Để cho một gã tứ giai huyền cấp võ giả vượt qua một cái lớn cấp bậc, có ngũ giai võ tông lực lượng, cái này đã không thể là dùng một dạng bảo vật để hình dung. Bất quá, thôi động tinh thần này hạt giống cần phải tiêu hao nhiều chân lực năng lượng, ta phải tận lực nhiều hơn tu luyện ra loại này quỷ dị chân lực, để phòng bất cứ tình huống nào. Ở Tần Trần trầm tư lúc thời điểm tu luyện, Cổ Nam Đô ý chí cũng chú ý đến Tần Trần trên thân tinh thần hạt giống quang mang, sâu thẳm trong con ngươi, triển lộ ra trước đó chưa từng có quang mang. Quá tốt, vậy mà thực sự có người đem các tổ tiên bày công pháp cho tu luyện thành công. Bóng người màu đen kích động thậm chí đang run rẩy. Bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm, các tổ tiên tư tưởng, vậy mà chân thực hiện. Bóng người màu đen kịch liệt ba động ý chí, rất khó tưởng tượng, này cũng chỉ là một đạo ý thức, mà không phải một cái rõ ràng sinh mệnh. Bất quá, gần là này Tần Trần một cá nhân tu luyện thành công, vẫn không tính là an toàn, nếu là còn nữa người cũng có thể làm được, các tổ tiên bày kế hoạch, chỉ sợ cũng hoàn mỹ. Bóng người màu đen chết nhìn chòng chọc hắn mấy cái tinh lộ. Vù vù, vù vù, vù vù, theo thời gian trôi qua, Lãnh Vô Song, Hoa Thiên Độ, Đế Thiên Nhất cũng đều liên tục bị loại bỏ. Dù sao, ba người bọn họ ở Huyền Châu được xưng thiên kiêu, nhưng cùng Tần Trần so sánh, lại kém quá xa, chỉ là đối bí văn lĩnh ngộ, liền căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau. Ngược lại Ma Lệ, bản thân là tinh thần sư hắn, đối bí văn lý giải, siêu việt Đế Thiên Nhất ba người, lại này tầng thứ ba, cũng thần kỳ tu luyện ra một chút quỷ dị chân lực. Vù vù, đầu óc hắn chỗ, ngân quang lập lòe, đó là hắn ngân sắc tinh thần hạt giống đang nở rộ lực lượng. Đồng thời, so sánh Tần Trần tinh thần hạt giống, Ma Lệ trên thân tinh thần hạt giống càng thêm tự nhiên, phảng phất, hai người bản thân liền là cùng làm một thể. Được, tốt, người này vậy mà cũng có thể tu luyện tộc của ta công pháp, mặc dù so sánh lại Tần Trần, kém rất nhiều, nhưng hắn thể chất, dường như cùng ta tộc công pháp càng thêm phù hợp, sở dĩ, miễn cưỡng cũng có thể kích hoạt tinh thần hạt giống. Bóng người màu đen mừng như điên không thôi, một dạng có một người có thể tu luyện công pháp kia, kích hoạt tinh thần hạt giống, liền cực kỳ không được, hiện tại, lại có hai người có thể tu luyện, để cho bóng người màu đen làm sao không kích động. Không sai biệt lắm, bóng người màu đen liền vung tay lên, vù vù, trong sát na, đấu chuyển tinh di, vừa mới còn trong tu luyện Tần Trần cùng Ma Lệ, đồng thời ở trên tinh lộ biến mất, lần thứ hai xuất hiện ở vô biên trong tinh không. Hai người liếc nhau, phát hiện chỉ còn dư lại hai người, trong nháy mắt minh bạch qua đây, đối phương vậy cũng nắm giữ thần bí kia công pháp một bộ phận, nếu không sẽ kiên trì đến hiện tại. Chúc mừng hai vị, thành công xông qua tầng 3 khảo hạch, có mở ta Cổ Nam Đô di tích bảo tàng tư cách. Bóng người màu đen lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, đứng ngạo nghễ ở trước người hai người, lãnh đạm nói ra. Cổ Nam Đô di tích bảo tàng, hai người tâm đều là hung hăng giật mình, một cái như vậy di tích viễn cổ chỗ lưu lại đến bảo tàng, sẽ đáng sợ đến bực nào. Mặc dù là Tần Trần, cũng không nhịn được tâm động. Trên thực tế, hắn đối cái gọi là bảo vật, cũng không thèm để ý, hắn quan tâm, thật là bước ra càng mạnh một bước con đường. Bởi vì, 300 năm đi qua, hôm nay Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ có vượt xa kiếp trước, mới có thể đứng ở Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ phía trước, đoạt lại đã từng thuộc về mình tất cả. Giữa lúc Tần Trần cùng Ma Lệ kích động là lúc, Cổ Nam Đô ý chí, lần thứ hai nói gió nhất chuyển. Bất quá, bằng các người thực lực bây giờ, còn căn bản là không có cách mở di tích bảo tàng, muốn mở di tích bảo tàng, trừ phi các người có khả năng làm được, trong cơ thể tinh thần hạt giống cùng tự thân các người dung hợp, đến lúc đó, lại lần nữa trở lại Cổ Nam Đô, lại thử nghiệm mở di tích bảo tàng. Còn phải chờ tinh thần hạt giống cùng bản thân dung hợp. Tần Trần kinh ngạc, này phải đợi tới khi nào? Nhưng ngay sau đó Tần Trần cũng suy nghĩ ra, Cổ Nam Đô ý chí nếu nói như vậy hiện tại hiển nhiên cũng không khả năng mở ra di tích bảo tàng. Mà thời gian nhanh nhất, còn lại là ở 5 năm sau, Cổ Nam Đô di tích lần thứ hai lúc xuất hiện. Một bên, Ma Lệ lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, hiển nhiên cũng suy nghĩ ra điểm này. Thời gian 5 năm sau, hừ, ta nhất định sẽ vượt quá ngươi, sớm dung hợp tinh thần này hạt giống. Ma Lệ trong con ngươi lập lòe lãnh mang. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi đài thi đấu phía trên bại cho Tần Trần, vốn là trong lòng hắn sỉ nhục, mà ở tinh thần này hạt giống dung hợp phía trên, hắn nhất định phải vượt quá Tần Trần. Được, trừ cái đó ra, hai người các ngươi đi tới cuối cùng, cũng lấy được ta Cổ Nam Đô trong di tích một môn cường đại bí kỹ. Bóng người màu đen vung tay lên, hai đạo bạch quang lập tức bao phủ ở hai người, vù vù một cái, Tần Trần cảm giác trong đầu mình như là đột nhiên nhiều thứ gì. Ngự kiếm thuật, Tần Trần lập tức cũng cảm giác được, trong đầu mình nhiều một môn cực huyền diệu bí thuật. Còn nữa, các ngươi lấy được ta Cổ Nam Đô truyền thừa, ta xem bên ngoài có không ít võ giả, muốn ra tay với các ngươi, Như vậy, sau đó, ta sẽ lưu lại một đạo cổ Nam Đô di tích lực lượng, các người có thể lợi dụng lúc trước nắm giữ bí văn, đối với lần này tiến hành thao túng, để ngừa bên ngoài những người này xuống tay với các ngươi. Trước bên ngoài chính diện giao phong, cổ Nam Đô ý chí thế nào không cảm ứng được, thật vất vả mới tìm được hai cái có khả năng tu luyện tổ tiên công pháp thiên tài, nó thế nào bỏ được hai người là từ ở bên ngoài. Bất quá, cổ Nam Đô di tích lưu lại đến lực lượng bị đến đại lục lực lượng hạn chế, sở dĩ cũng không phải vô hạn, đồng thời, tối đa cũng chỉ có thể bảo lưu 3 ngày, hai người các ngươi có thể phải nhớ kỹ. Hy vọng, lần kế nhìn thấy ngươi môn thời điểm, hai người các ngươi đều đã dung hợp tinh thần hạt giống, có khả năng mở di tích bảo tàng. Cổ Nam Đô ý chí thật sâu xem hai người một cái, sau đó vung tay lên, Tần Trần chỉ cảm thấy được đầu một ngất, hắn và Ma Lệ liền đồng thời biến mất ở tinh không đại điện, xuất hiện ở cổ Nam Đô bên ngoài. Đi ra, Tần Trần cùng Ma Lệ đồng thời đi ra. Hai người bọn họ kiên trì đến cuối cùng, không biết sẽ có tưởng thưởng gì. Thấy được Tần Trần cùng Ma Lệ xuất hiện, tất cả mọi người kích động, rất nhiều huyền châu cường giả, trong con người càng là nhanh chóng qua một chút quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người chấn động dưới ánh mắt, cổ Nam Đô thành trì nhô lên, chậm rãi thăng vào không trung, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mênh mông thành trì, triệt để không thấy, chính giữa đài cao, chỉ lưu lại một thật lớn đất phẳng, mênh mông hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, này cổ Nam Đô di tích rốt cục biến mất. Truyền thừa kết thúc, nói vậy cổ Nam Đô ý chí, cũng đã rời khỏi đi. Hắc hắc, cái này ta ngược lại muốn nhìn một chút, này năm quốc người thế nào đợi tiếp. Sở hữu đại uy vương triều cường giả, đều là lộ ra cười nhạt. Trong bọn họ không ít người trước không dám động thủ, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi cổ Nam Đô ý chí, hôm nay cổ Nam Đô di tích biến mất, để cho những thứ này huyền châu lòng người, triệt để buông ra. Tất cả đều không kìm lòng nổi xúm lại đi lên, từng cái mắt lộ ra tham lam. Trên sân bầu không khí, lập tức biến phải ngưng trọng. Tiêu Chiến đại nhân, nơi này vừa mới phát sinh cái gì? Lúc này Tần Trần cũng trở về Đại Tề Quốc trong đội ngũ, cảm thụ được mọi người giữa ngưng trọng bầu không khí, không khỏi cau mày hỏi. Đồng thời, hắn cũng chứng kiến trong đám người khoác áo choàng, ánh mắt ngưng lại, các hạ tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần, người có chỗ không biết, ban nãy người ở đây cổ Nam Đô trong nhận truyền thừa thời điểm, có huyền châu cường giả muốn vây khốn chúng ta, là người vị này Hắc Nô bằng hữu ra tay trợ giúp, mới hóa giải nguy cơ. Tiêu Chiến liền đem tiến lên giải thích, những thứ này huyền châu người còn thật là lớn gan. Tần Trần nghe, ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời mắt nhìn người khoác áo choàng, trong lòng cười nhạt, người này sẽ hảo tâm như vậy, thật giúp bọn hắn Đại Tề Quốc để chống ngoại địch, chẳng qua cũng là vì trên người mình đồ đạc a. Nhưng đối phương nếu cũng không nói gì phá, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến chủ động điểm phá. Tần Trần, Hắc Nô tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Chiến khẩn trương hỏi, trước, ở Hắc Nô xuất thủ xuống, xác định ngăn cản Huyền Châu Thái nhất môn tấn công. Thế nhưng, đó là ở Huyền Châu ba thế lực lớn vẫn chưa xuất thủ dưới tình huống. Hôm nay, cổ Nam Đô khảo hạch kết thúc, ba thế lực lớn nhất định sẽ có cử động, huống chi, bọn họ còn cùng ba thế lực lớn có cửu oán. Nếu là ba thế lực lớn, quyết định đối với bọn họ những thứ này năm quốc đệ tử xuất thủ, lấy năm quốc thực lực, căn bản vô lực ngăn cản. Tiêu Chiến sau lưng, rất nhiều Đại Tề Quốc võ giả cũng đều hiểu này cục thế, không khỏi được bên trong lòng thấp thỏm. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem theo bản tọa trên thân cướp đi đồ đạc còn cho bản tọa đồng ý, che chở các ngươi, không chịu huyền châu cường giả lăng nhục, thế nào? Đúng lúc này, người khoác áo choàng đột nhiên lạnh lùng nói ra. Tiêu Chiến bọn họ đều là sửng sốt, có một ít như lọt vào trong sương mù. Này Hắc Nô tiền bối, không phải Trần Thiếu bằng hữu, bảo hộ Trần Thiếu sao? Làm sao nghe hắn ý tứ, Trần Thiếu còn cướp đi hắn đồ đạc. Ngược lại là đến đòi khoản nợ sao? Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Lưu Tiên Tông người, cũng đều sững sờ, không hiểu tình huống bên trong. Chỉ bằng ngươi, Tần Trần liếc hắn một cái. Ha ha, người khoác áo choàng cười rộ lên, căn cứ đại lục quy định, Đại Uy Vương Triều so sánh năm quốc thuộc về phía trên thế lực, ở cũng không đủ lý do trước, là không thể đối năm quốc động thủ, bọn họ muốn phải đối phó người, không phải là ngươi, bản tọa mặc dù không nói có khả năng đem những người này một lưới bắt hết, nhưng ở những người này trong tay, bảo trụ ngươi, vẫn là không có vấn đề gì, cái này buôn bán, ngươi thế nhưng không có chút nào thua thiệt. Người khoác áo choàng ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nồng nhiệt. Hắn tuy là có thể trực tiếp động thủ, bắt Tần Trần, thế nhưng hắn biết rõ, Tần Trần cũng không phải mặc cho người vuốt ve cây hồng, một khi ở trong chiến đấu để lộ thanh liên yêu hỏa, vậy phiền toái. Vì vậy, lợi dụng khi hiện tại Đại Tề Quốc thân ở nguy cơ, có thể không động thủ phải về thanh liên yêu hỏa, liền tận lực không động thủ. Chờ đến thanh liên yêu hỏa vừa đến tay, chuyện kia thì đơn giản, đến lúc đó hắn trực tiếp rời đi, ở đây có ai có thể ngăn cản hắn. Không có chút nào thua thiệt, người cho ta là ngốc sao. Huống chi, vật kia, là ta theo đấu giá hội phía trên vỗ trở về, ngươi lại dựa vào cái gì phải về. Tần Trần cười nhạt, làm sao không minh bạch đối phương đúng như dự tính. Người khoác áo choàng sững sờ, chợt âm cười lạnh, được, tốt, rất tốt, bản tọa sở dĩ nói như vậy, chỉ là không đành lòng ngươi như vậy một thiên tài, vô duyên vô cớ chết ở chỗ này thôi, ngươi nếu không biết tốt xấu, bản kia tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao còn nghịch thiên, đến lúc đó nhanh chết thời điểm, có thể đừng khóc lấy hướng bản tọa cầu cứu. Người khoác áo choàng hừ lạnh một tiếng, lúc này lui sang một bên, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, lạnh lùng nhìn Tần Trần, nhìn hắn thế nào tại nhiều như vậy Huyền Châu cường giả ngấp nghé xuống, còn sống sót. Tần Trần, chuyện này, trong này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chứng kiến Tần Trần cùng người khoác áo choàng náo lật, Tiêu Chiến đám người cũng là một cái há hốc mồm. Hiện tại thế cục như thế khẩn trương thật vất vả có Hắc Nô như thế cao thủ hỗ trợ, tỏa chấn, không nghĩ tới nói ba xạo phía dưới, đối phương vậy mà buông tay bất kể. Tần Trần, ngươi đến bán đấu giá thứ gì? Không nhịn được, Tiêu Chiến hỏi. Hắn mặc dù không biết Tần Trần theo người khoác áo choàng trong tay cướp đi đến tột cùng là bảo vật gì, nhưng loại thời điểm này, nhiều đối phương một cái như vậy cường giả, đối đại Tề quốc rất nhiều đệ tử mà nói, thế nhưng một cổ cực kỳ to lớn lực lượng. Tiêu Chiến đại nhân, ngươi liền không cần quan tâm, yên tâm, có ta ở đây, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Tần Trần an ủi, Cổ Nam Đô ý chí trước khi đi, cũng sớm đã nói qua, lại ở chỗ này lưu lại một đạo lực lượng, để phòng ngừa những người này xuống tay với hắn, hôm nay thời khắc, Tần Trần lập tức nhắm mắt cảm ứng. Thế nhưng, toàn bộ trong thiên địa, rỗng tuếch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Quỷ Tiên phái chỗ, Ma Lệ cũng là nhắm mắt cảm ứng, nhưng tương tự, cái gì đều không cảm ứng được. Không có khả năng, mở mắt, Tần Trần mắt lộ ra nghi hoặc, Cổ Nam Đô ý chí nếu nói như vậy, liền tất nhiên không có khả năng không có an bài. Có lẽ là phương pháp không đúng, Tần Trần nhắm mắt lại, lần thứ hai cảm ứng, Tần Trần đây là đang tu luyện. Vẫn còn là nghỉ ngơi, một màn này cũng là để cho Tiêu Chiến đám người trợn mắt hốc mồm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Này đến lúc nào rồi, Tần Trần lại còn có tâm tình tu luyện, chỉ cảm thấy được trong gió lộn xộn, trong lòng có một vạn đầu huyết thú chạy như điên mà qua. Lúc này, Thiên Độ, người ở bên trong lấy được một môn địa giai thượng đẳng công pháp. Lưu Tiên Tông sở ở, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão, hướng về phía Hoa Thiên Độ tỉ mỉ hỏi. Hoa Thiên Độ lúc này đem chính mình ở truyền thừa trong đại điện nghe thấy, cho biết dẫn đầu trưởng lão. Nói cách khác, mỗi người các ngươi đều được một khỏa có khả năng lớn mạnh bản thân tinh thần hạt giống, đồng thời lại lần nữa tiến hành khảo hạch, người khảo hạch thất bại, sở dĩ bị sớm truyền đưa ra, sau đó lấy được một môn địa giai thượng đẳng bí tịch. Ừ, Hoa Thiên Độ gật đầu, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão mắt sáng lên, nếu liền các ngươi đều có thể được địa giai thượng đẳng bí tịch, như vậy cuối cùng theo Cổ Nam Đô trong đi ra Tần Trần cùng Ma Lệ, lại sẽ có được bực nào bí tịch? Chẳng lẽ là thiên giai hay sao? Nghĩ tới khả năng này, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Ở Đại Uy Vương triều, địa giai hạ đẳng công pháp đủ để ở Huyền Châu hoành hành, mà địa giai bậc trung công pháp chỉ có Đại Uy Vương triều hoàng thất như vậy thế lực mới có thể có, còn như địa giai thượng đẳng dĩ nhiên vượt qua Đại Uy Vương triều cấp độ. Càng không cần phải nói là thiên giai bí tịch công pháp. Thiên giai công pháp, nghe đồn là thế giới này ở giữa cường đại nhất công pháp, nếu là Tần Trần lấy được rõ là thiên giai công pháp, chỉ cần rơi vào ta Lưu Tiên Tông trong tay, chỉ là ngẫm lại, đều thấy được chấn động, như công pháp này, nếu là cho Lưu Tiên Tông vài chục năm thậm chí trên trăm năm phát triển thời gian, đừng nói là đi ra Huyền Châu, trở thành Đại Uy Vương triều nhất đảng thế lực, thậm chí phá vỡ Đại Uy Vương triều hoàng thất, thậm chí tiến nhập càng đáng sợ hơn thiên địa, đều bị có thể. Đây cũng là thiên giai công pháp chỗ thần kỳ, không được, Nam Quốc mấy đứa nhỏ, lần này, quyết không thể để cho bọn họ bình yên rời khỏi. Mắt sáng lên, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão dĩ nhiên quyết định. Không chỉ là Lưu Tiên Tông, Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện, cũng theo Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song cửa trong chiếm được tin tức này. Địa giai thượng đẳng, thậm chí siêu việt địa giai công pháp và bí tịch. Trong lòng mọi người, đồng thời dâng lên mãnh liệt giữ lấy chi tâm. Quỷ Thiên phái, lai lịch bí ẩn, không giống như là năm nền tảng lập quốc thổ thế lực, ngược lại Đại Tề quốc, mặc dù có một gã áo choàng cao thủ tỏa trấn, nhưng gần là một người, không đáng sợ. Gần là trong nháy mắt, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão cũng đã làm ra quyết định, thân hình thoát một cái, mang theo Lưu Tiên Tông rất nhiều cường giả, trong nháy mắt rơi vào Đại Tề quốc chỗ trên đài cao. Tần Trần, người ở đây lôi đài trong cuộc so tài, làm tổn thương ta Lưu Tiên Tông đệ tử, phế ta Lưu Tiên Tông đệ tử tu vi, người có biết tội của ngươi không? Đồng thời, một đạo u u gầm lên chi âm, trong nháy mắt quanh quẩn thiên địa, vang vọng ở mỗi người não hải. Động, Lưu Tiên Tông cao thủ động, đây là để mắt tới Tần Trần a. Hừ, Tần Trần danh tiếng quá lớn, vậy mà đánh bại ta Huyền Châu sở hữu thiên tài, thành vì lần này lôi đài thi đấu quán quân, chẳng lẽ hắn không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ đạo lý sao? Chỉ sợ hắn cho là có cái võ tông cường giả bảo hộ, liền coi trời bằng vung đi, đáng tiếc, Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão cũng không phải là thái nhất môn Trần phó môn chủ có thể so sánh, có hắn xuất thủ, coi như là người đội đấu bổng kia xuất thủ, có lẽ cũng không giữ được Tần Trần. Chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Nhiều Huyền Châu cường giả chứng kiến Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão động sau, toàn bộ đều lộ ra cười nhạt, đồng thời trong lòng cũng kích động cùng thấp thỏm. Kích động là, ba thế lực lớn người nếu động thủ, như vậy Tần Trần liền chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tâm thần bất định cũng là, ba thế lực lớn nếu như nhìn chúng Tần Trần trên người bọn họ bảo vật, như vậy còn có bọn họ những thứ này khác thế lực phần sao. Bọn họ đi tới nơi này, thế nhưng một chút chỗ tốt đều không được, không giống ba thế lực lớn, dưới trướng đệ tử bản thì phải truyền thừa, một chuyến tay không như vậy sự tình, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không muốn. Bất quá, hôm nay Cát Huyền vừa mới đứng ra, mọi người lại cũng không có vì vậy có gì cử động. Đồng thời, Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện người chứng kiến Lưu Tiên Tông Cát Huyền thứ nhất chọn chúng Tần Trần, cũng đều là cười nhạt một chút, đều thấy được Cát Huyền ngược lại làm ăn tốt, thoáng cái đem nhất thứ tốt đều chiếm đoạt. Ai cũng biết, sở hữu thiên tài trong, có khả năng nhất lấy được thứ tốt, chính là Tần Trần cùng Ma Lệ, chỉ là tinh thần hạt giống, Tần Trần thì phải một cái ngự trị ở chúng nhân chi thượng kim sắc. Lại thêm không cần chả có hắn bí tịch, mà khó gặm trong trình độ, Quỷ Tiên Phái cũng là có một đống võ tông, mà Đại Tề Quốc cũng chỉ có một cái hắc y nhân mà thôi, hiển nhiên Lưu Tiên Tông là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chiếm giữ nhất thứ tốt. Thế nhưng, Thiên Hành Thư Viện cùng Đế Tâm Thành cao thủ cũng đều không động, bọn họ cũng có bản thân dự định, người đội đấu bồng kia, trước xuất thủ quỷ dị, thoáng cái liền đem Thái Nhất Môn phó môn chủ Trần Thiên La cho đánh cho trọng thương, bọn họ nói không kiêng kỵ, là không có khả năng, cũng muốn để cho Lưu Tiên Tông phía trên đi dò thám phương pháp. Ở dưới tình huống như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, ngược lại tất cả đều rơi vào Đại Tề Quốc chỗ trên đài cao, đều muốn nhìn một chút Tần Trần sẽ trả lời như thế nào. Lúc này, thấy được Lưu Tiên Tông cao thủ tới trước, Đại Tề Quốc chỗ, tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng loạn lên. Tần Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn từ từ tới gần Lưu Tiên Tông cường giả, Tiêu Chiến không nhịn được khẩn trương hỏi, thanh âm thậm chí đều đang phát run. Đây cũng không phải Tiêu Chiến sợ chết, mà là, hôm nay đứng ở chỗ này, cũng không phải là một mình hắn, còn có thật nhiều Đại Tề Quốc đệ tử thiên tài, thậm chí tứ hoàng tử Triệu Duy đám người. Những người này, đều là hắn Đại Tề Quốc tinh anh, tương lai hy vọng, nếu là chết ở chỗ này, hắn Tiêu Chiến tất nhiên sẽ trở thành Đại Tề Quốc tội nhân, gặp vạn người thoá mạ. Trong lúc nhất thời, không khỏi được thấp thỏm trong lòng. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, thậm chí ngay cả Tiêu Chiến mình cũng không có ý thức đến, Tần Trần chẳng biết lúc nào, đã trở thành trong lòng bọn họ trụ cột, chủ kiến, thậm chí ngay cả hắn cái này Linh Vũ Vương, ở gặp phải vấn đề thời điểm, đầu tiên hỏi, đều là Tần Trần chủ ý. Phải bị tội gì, nguyên bản ngồi xếp bằng Tần Trần, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi, mà là cười lạnh nói, trên lôi đài, bằng bản lãnh của mình, người Lưu Tiên Tông đệ tử tài nghệ không bằng người, còn có thể có lời gì nói, chẳng lẽ đường Huyền Châu ba thế lực lớn, liền này đức hạnh. Thắng liền vui tươi hớn hở, thua sẽ đòi lại chàng tử. Nào có tốt như vậy sự tình, Tần Trần nói, cũng là để cho Lưu Tiên Tông rất nhiều đệ tử, sầm mặt lại. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt Hoa Thiên Độ, sắc mặt khó coi, mặc dù bọn hắn đối Tần Trần, rất nhìn không thuận mắt, nhưng Tần Trần đánh bại hắn, lại là không thể cải biến một sự thật. Chuyện này, thậm chí sẽ trở thành hắn Hoa Thiên Độ cả đời sỉ nhục. Tiểu tử, người đừng quá cuồng vọng, mặc cho người miệng lưỡi như hoàng, cũng cải biến không ở trên lôi đài làm tổn thương ta Nhi Lý Khôn Vân sự thực, người dám đem ta Nhi Lý Khôn Vân đánh thành phế nhân, hôm nay, nếu là không cho lão phu một cái đại giáo, ta muốn ngươi chỗ Đại Tề Quốc võ giả, giết được không còn một mống, chó gà không tha. Lưu Tiên Tông trong cường giả, một gã lão giả giống giận đi tới, đúng là Lý Khôn Vân phụ thân Lý Thần Phong. Hắn ánh mắt tức giận, chết nhìn chòng chọc Tần Trần, cả người nổi giận phừng phừng, sát cơ mãnh liệt, như cùng một vùng biển mênh mông, hung hăng hướng Tần Trần đám người che đậy mà tới. Trước có Cổ Nam Đô ý chí ở, hắn không còn cách nào đối Tiêu Chiến bọn họ động thủ, hôm nay, Cổ Nam Đô di tích biến mất, hắn đã sớm nhẫn nại không ngừng, trong lòng hận ý, dốc hết năm hồ nước, cũng không cách nào dập tắt. Giết ta Đại Tề Quốc sở hữu võ giả, người Lưu Tiên Tông là muốn làm trái với đại lục điều lệ sao? Tần Trần ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng nói ra, ha ha ha, đại lục điều lệ. Lý Thần Phong không nhịn được cười ha hả, tiếng cười càng ngày càng băng lãnh, cũng càng ngày càng lạnh lợi, xác định, đại lục điều lệ, quy định phía trên thế lực không e rằng cố đối xuống thế lực động thủ, thế nhưng, ngươi ở trên lôi đài, với con ta Lý Khôn Vân, đây là ân oán cá nhân, ta diệt ngươi Đại Tề Quốc, kẻ khác lại có lời nào có thể nói, huống chi, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Đại Tề Quốc, lại có ai, sẽ vì các ngươi xuất đầu. Chẳng lẽ dựa cái này giấu đầu lộ đuôi, liền chân diện mục cũng không dám lộ ra ra hỏa. Lý Thần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần sau lưng người khoác áo choàng, suy cười nói. Người khoác áo choàng bị nhắc tới, không khỏi sững sờ, chợt cười lạnh nói, thanh minh trước một cái, ta và tiểu tử này, không có nửa xu liên quan, các ngươi muốn phải đối phó hắn, liền trực tiếp tìm hắn, đừng kéo tới trên người ta đến. ngươi và tiểu tử này không quan hệ. Lý Thần Phong cười lạnh nói, làm sao, nhưng bây giờ nói không quan hệ. Mới vừa xuất thủ thời điểm, làm sao không gặp ngươi nói không quan hệ. Lưu Tiên Tông người cười lạnh nhìn người khoác áo choàng, đối phương nói như vậy, hiển nhiên là sợ bản thân, từng cái cảm giác về sự ưu việt thản nhiên ra. Người khoác áo choàng cái kia phiền muộn a, không nghĩ tới mình và Đại Tề quốc thoát khỏi liên quan, bọn người kia còn không tin. Không nhịn được thanh âm lạnh lẽo, ta nói không quan hệ, chính là không quan hệ, các ngươi nếu là không tin, mặc dù động thủ, thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta, bằng không, liền đừng trách bản tọa hành động không lưu tình. Lý Thần Phong suy cười một tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng là bị bên cạnh Cát Huyền ngăn cản. Cát Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người khoác áo choàng nói, nếu các hạ cùng giải này Đại Tề quốc, không có vấn đề gì, cái gì không rời đi nơi này, cũng tốt để cho ta cùng tín phục. Mặc kệ người đội đấu bồng này có phải là thật hay không cùng Tần Trần bọn họ náo lật, theo Cát Huyền, có thể giảm thiểu một tên địch nhân, liền giảm thiểu một tên địch nhân, dù sao người đội đấu bồng này thủ đoạn quá mức quỷ dị, liền hắn cũng phải nói tâm ứng phó. Yên tâm, ta chỉ ở một bên nhìn, các ngươi nếu là bộ dạng đối với bọn họ động thủ, một mực động thủ, ta tuyệt đối sẽ không chen tay vào. Người khoác áo choàng băng lãnh nói ra, đồng thời cười nhạt mắt nhìn Tần Trần. Để cho này Tần Trần không đáp ứng hắn chủ ý, nhìn hắn làm sao bây giờ. Còn như rời khỏi đài cao, đó là tuyệt đối không thể sự tình, một khi Lưu Tiên Tông người bắt Tần Trần, hắn nhất định phải trước tiên đoạt lại Thanh Liên yêu hỏa, quyết không thể rời khỏi Tần Trần quá xa. Lý Thần Phong cả giận nói, hừ, ngươi vừa nói tuyệt không ra tay, một bên lại không nguyện ý rời khỏi, để cho ta cùng thế nào tin ngươi. Dưới đài cao, hắn Huyền Châu cường giả cũng đều gật đầu. Đùa gì thế, trước đây không lâu, người đội đấu bồng kia còn giúp Đại Tề quốc đối phó Thái Nhất môn Trần phó môn chủ, bây giờ nói không nhúng tay vào, ai sẽ tin. Ngu ngốc cũng không tin a. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên mặt không nói gì, đối người khoác áo choàng không vui nói, Hắc Nô, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, để cho ngươi đi xa một chút, như ngươi vậy diễn kịch, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, ngươi liền là không tin tưởng ta, hiện tại được rồi, bọn họ căn bản không tin ngươi, qua sẽ động thủ thời điểm, ngươi còn có thể làm sao đánh lén bọn họ Lưu Tiên Tông đệ tử thiên tài, đưa bọn họ Lưu Tiên Tông đệ tử toàn bộ giết chết ở chỗ này. Rõ là hồ đồ, Tần Trần mấy câu nói, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, Lưu Tiên trong tông rất nhiều cường giả, tất cả đều ánh mắt ngưng lại. Tốt, người đội đấu bồng này cư nhiên đánh cái chủ ý này, trước làm bộ cùng Tần Trần thoát khỏi liên quan, có thể chờ thêm sẽ lúc giao thủ sau, nữa đối với bọn họ Lưu Tiên Tông đệ tử thiên tài đột nhiên xuất thủ. Lấy người đội đấu bồng kia lúc trước triển lộ ra thực lực, có lẽ đột nhiên ra dưới tay, trừ Hoa Thiên Độ còn có thể ngăn cản cái một chiêu nửa thức ở ngoài, hắn như Hoa Phi Vũ, Lý Khôn Vân như vậy đệ tử, căn bản ngăn cản không giống nhau chiêu, cũng sẽ bị một chiêu độc chết. Thật là ác độc thủ đoạn a. Trong nháy mắt, Cát Huyền, Lý Thần Phong bọn họ sau lưng tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy được lạnh lẽo, trở nên lạnh lẽo. Hoàn hảo bọn họ lúc trước không có tùy tiện tin tưởng đối phương, cũng không có tùy tiện xuất thủ, bằng không, liền coi như bọn họ có thể bắt giữ Tần Trần, có thể rất nhiều môn hạ thiên tài tất cả đều bị giết, tổn thất có thể to lắm. Nếu là Hoa Thiên Độ vì vậy mà chết, mặc dù bọn họ công lao lớn hơn nữa, trở lại tông môn, cũng khó trốn hình đường hình pháp. Ta xem các hạ cũng coi như một nhân vật, không nghĩ tới vậy mà biết dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, cũng may chúng ta không có lên ngươi làm. Lý Thần Phong chết nhìn chòng chọc người khoác áo choàng, ánh mắt tức giận. Đồng thời, Lưu Tiên Tông mấy đại cao thủ, cũng tất cả đều dùng khí cơ tỏa định người khoác áo choàng, rất sợ hắn đột nhiên xuất thủ, ám hạ độc thủ. Ta, thấy đối phương biểu hiện, người khoác áo choàng tức đến phổi đều nhanh muốn nổ banh. Hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần, tiểu tử này, quả thực quá phải giả dối, đã vậy còn quá nói xấu hắn. Để cho hắn người câm ngậm bồ hòn mà im, khó lòng giải bày. Như vậy, mặc cho hắn giải thích như thế nào, Lưu Tiên Tông người có lẽ cũng sẽ không tin hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn quả là nhanh muốn thổ huyết. Hừ, ta nói không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào, tùy các ngươi có tin hay không. Người khoác áo choàng hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt u lãnh. Được, ngươi nếu thật không nhúng tay vào, ta Lưu Tiên Tông, liền cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Lý Thần Phong, ngươi đi lên, bắt được Tần Trần, nhìn hắn đến ra không ra tay. Cát trưởng lão, Lý Thần Phong kinh ngạc quay đầu, ngươi yên tâm, nơi này có ta. Cát Huyền ánh mắt u lãnh, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một cổ khí thế kinh người nở rộ, vững vàng bảo vệ Lưu Tiên Tông mấy tên đệ tử. Đồng thời, còn lại hai gã cùng nhau tới trước Lưu Tiên Tông trưởng lão, cũng đều đứng ở Hoa Thiên Độ đám người bên cạnh thân, bảo hộ Lưu Tiên Tông mấy tên đệ tử. Được, Lý Thần Phong lúc này mới yên lòng lại, nhe răng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, người đã thương ta nhi Lý Khôn Vân thời điểm, có lẽ thật không ngờ sẽ có giờ khắc này đi. Giọng nói rơi xuống, hô, bạn đang nghe chuyện trên audioaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Thần Phong đột nhiên động, thân hình hắn như là một đạo thiểm điện, bạo lướt trong, bàn tay hướng Tần Trần chợt vồ bắt tới, nở rộ kinh khủng thần mang. Tần Trần, Trần Thiếu, Tiêu Chiến đám người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, từng cái lay động thân hình, liền muốn xông lên. Thế nhưng, Lý Thần Phong ánh mắt, nhưng căn bản suy tàn ở trên những người này, mà là chết nhìn chòng chọc người khoác áo choàng. Ở trong mắt hắn, Đại Tề quốc rất nhiều trong võ giả, chỉ có người khoác áo choàng mới có thể mang đến cho hắn đe dọa, về phần người khác căn bản không đáng để lo. Đồng thời trong lòng hắn cũng làm tốt người khoác áo choàng xuất thủ chuẩn bị. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới là, người đội đấu bồng kia dường như thật không có ý định xuất thủ, mà là khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, xa xa đứng ở một bên, vây quanh hai tay, tựa hồ đang nhìn trò hay. Quá tốt, Lý Thần Phong trong lòng vui vẻ, nếu là người đội đấu bồng kia không ra tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bắt được Tần Trần, đến lúc đó, đối phương muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngay sau đó, Lý Thần Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ chân lực chấn động, hướng Tiêu Chiến đám người cuồn cuộn đi, đồng thời, hắn đưa tay phải ra trên, thần quang tăng vọt, dạng người rực rỡ, giống như một chỉ ma chảo, muốn đem Tần Trần triệt để nắm chặt. Trần Thiếu, Tiêu Chiến đám người chỉ cảm thấy được một cổ cự lực đánh tới, thân thể liền chiến đều đứng không vững, phát ra sợ tiếng giống giận. Các ngươi tất cả lui ra. Ngay vào lúc này, Tần Trần đột nhiên một tiếng quát chói tai, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thức kinh khủng, oanh một tiếng, đem Tiêu Chiến mấy người đẩy lui ra, sợ bị Lý Thần Phong đả thương, đồng thời thần bí kiếm sắt xỉ đột nhiên xuất hiện bên tay phải, hướng Lý Thần Phong chợt đâm ra đi. Bạch, trường kiếm màu đen hóa thành một vệt sáng, xuyên qua hư không, trực tiếp chém ở Lý Thần Phong bắn ra chỉ mang trên. Chút tài mọn, người tuổi trẻ, người quá ngây thơ, coi là lấy được lôi đài thi đấu số 1 là có thể cùng lão phu đối kháng sao? Lý Thần Phong cười nhạt, đối Tần Trần công kích chẳng quan tâm, tay phải ngưng tụ đáng sợ chân lực, còn không thèm chú ý Tần Trần công kích, muốn đem Tần Trần kiếm quang bóp nát, đồng thời đem Tần Trần bắt. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời xuống, thần sắc thì trở nên phốc suy, Tần Trần kiếm quang trong bỗng dưng bạo phát kinh người chân lực khí thức, vậy thật lực mặc dù mới tứ giai huyền cấp đỉnh phong, nhưng uy lực lại so với bình thường ngũ giai chân lực đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Kiếm quang lóe lên giữa, Lý Thần Phong trên bàn tay nổ bắn ra ra chỉ mang, bị một chảm hai nửa, hóa thành sức khí tiêu tán. Đồng thời kiếm khí kia, bẻ gãy nghiền nát, càng là hướng Lý Thần Phong cổ nhanh chóng lướt đến. Lý Thần Phong kinh hãi, thời khắc mấu chốt, cố không được giấu rốt, trong cơ thể chân lực thôi động đến mức tận cùng, oanh, đồng thời, một cổ sợ người huyết mạch chi lực theo trong thân thể hắn mọc lên, cả người tốc độ trong nháy mắt chợt bạo tăng, về phía sau lui nhanh. Hưu, kiếm quang lướt qua Lý Thần Phong thân thể, thẳng đem hắn bên ngoài thân hộ thể chân lực chém ra một cái khe hở, trong hư không, một mảnh tay áo theo gió phiêu lãng, rơi trên mặt đất. Lý Thần Phong sau lưng kích khởi một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy được lạnh lẽo, kinh hồn không định. Người này thực lực làm sao mạnh như vậy? Hơn nữa hắn tu vi, làm sao đột phá đến tứ giai huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong? Lý Thần Phong tâm trạng hồi hộp, ban nãy nếu không có hắn né tránh nhanh, có lẽ đã tại Tần Trần một kiếm này xuống, bị một phân thành hai. Không chỉ có là hắn, ở đây hắn Huyền Châu cường giả, cũng đều từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Tần Trần một kiếm chém bay Lý Thần Phong, hơn nữa kém chút đem đối phương chém giết. Điều này sao có thể? Lý Thần Phong tuy là tính không được là Lưu Tiên Tông cao thủ hàng đầu, nhưng cũng là ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong võ tông, tông môn trưởng lão, một thân tu vi, thậm chí không kém gì thái nhất môn Trần Thiên La. Nếu là bị người đội đấu bồng kia đánh bay, còn có thể lý giải, có thể cư nhiên bị Tần Trần cho một kiếm đánh bay, chuyện này khó có thể tin. Lý Thần Phong, người đang làm gì? Loại thời điểm này, còn không thi triển toàn lực, một phế vật. Cát Huyền ở một bên tức đến chửi ầm lên, này Lý Thần Phong, quả thực không có ý nghĩ, cư nhiên bị một thiếu niên đánh bay, mất mặt xấu hổ. Đáng chết, tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lý Thần Phong khí sắc đỏ bừng, trên mặt tức giận sắp nhỏ máu đi xuống. Ở trước mặt mọi người ném lớn như vậy một cái mặt, để cho hắn làm sao không giận. Thần Phong chảo huyễn ảnh vô hình, tức giận phía dưới, trong cơ thể chân lực kích phát đến mức tận cùng, Lý Thần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Trần lần thứ hai tấn công ra. Vù vù, hai tay hắn, thần tốc lay động, trong chớp mắt, phảng phất biến mất ở hư không, mắt thường sở kiến, căn bản nhìn không thấy nửa điểm trào ảnh, chỉ có một đạo nói vô hình kình phong mổ ra hư không, phảng phất có thể xé nát tất cả. Thần Phong trảo là Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong trưởng lão tuyệt kỹ thành danh. Nghe nói hắn một chiêu này, là dung hợp bản thân huyết mạch chi lực, cùng với bí pháp mà thành, uy lực kinh người, mặc dù là một khối huyền thiết, cũng có thể trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Quá nhanh, bằng vào ta cùng tu vi, vậy mà một chút cũng nhìn không ra trảo ảnh vết tích, thế thì còn đánh như thế nào? Không hổ là Thần Phong trảo. Phía dưới, có biết hàng cao thủ kinh hô, mặt lộ hoảng sợ. Mà cảm thụ càng sâu vẫn là Tiêu Chiến mấy người, bọn họ không ở Thần Phong trảo bên trong phạm vi công kích, nhưng gần là bắn ra trảo ảnh kình phong, liền làm bọn hắn từng cái cả người phát lạnh, có loại toàn thân bị xuyên thủng cảm giác đáng sợ. Ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, vô số kình phong cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần. Tiểu tử, cho ta bại! Lý Thần Phong ánh mắt dữ tợn, gào thét lên tiếng, kình phong như là đại dương minh mông, che đậy mà xuống, trong nháy mắt đi tới Tần Trần trước người. Huyễn ảnh vô hình, ha ha, liền tài nghệ này cũng có thể được xưng là huyễn ảnh vô hình. Ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Tần Trần miệng chứa cười nhạt, trong tay kiếm sát dị đột nhiên xuất thủ. Đinh đinh đinh, trong hư không truyền đến kinh người kim thiết giao mâu tiếng, đinh đinh đang đang, như giọt nước rơi vào khay ngọc, trong suốt động tĩnh ở mỗi người bên tai. Trước mắt bao người, Tần Trần tay phải trường kiếm, biến ảo làm hư ảnh, đâm vào phía trước hư không, mỗi một kiếm hạ xuống, đều có một đạo trảo ảnh bị chặn, lệ vô hư phát. Cái gì, lại bị hắn ngăn trở, này cũng có thể chống đỡ, này Tần Trần là làm sao làm được. Ta lão thiên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cả đám trợn mắt há mồm, phảng phất hóa đá. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ, không còn cách nào tin tưởng mình con mắt. Bọn họ thấy cái gì? Đường đường Lưu Tiên Tông trưởng lão Lý Thần Phong tuyệt kỹ thành danh thần phong trảo, lại bị một thiếu niên cản xuống. Khó có thể tin, ngươi! Lý Thần Phong cũng trừng lớn hai mắt, kinh sợ vạn phần, trong cơ thể chân lực lần thứ hai kích phát. Hiu hiu hiu, hắn ánh mắt dữ tợn, hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt trần có thể thấy, trong hư không có vô số sức mang lập lòe, nhanh đến để cho người ta không kịp chớp mắt. Nhưng là vô dụng, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt rỉ, phảng phất mọc ra mắt một dạng huyễn động giữa, đem Lý Thần Phong trảo tất cả đều ngăn lại. Đây chính là người tuyệt kỹ thành danh, chậm, quá chậm. Bạn đang nghe chuyện trên audioaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thậm chí ở nhàn hạ giữa, còn có đường sống mở miệng, miệng hắn chứa cười nhạt, ầm ầm, thần bí kiếm sắt rỉ trên, đột nhiên bạo phát kinh khủng lôi quang. Lôi đình huyết mạch lực, phá, kiếm quang chớp động, Tần Trần bắt lại khoảng cách, hai tay cầm kiếm dù sao liên tục cắt ba kiếm, trên dưới cửu đạo kiếm quang, hóa thành một cái lưới lớn cắt về phía trước. Phốc suy, lưới lớn chi chít, bao phủ ở tất cả khoảng cách, trong lôi quang bắt đầu khởi động, yên diệt tất cả, đem Lý Thần Phong thi triển ra trảo ảnh tất cả đều nghiền, đồng thời thế đi không giảm, quét ngang ra ngoài. Lý Thần Phong trong lòng kinh hãi, khí sắc không gì sánh được xấu xí, hắn không thể nào hiểu được, Tần Trần làm sao có thể đón lấy hắn thần phong trảo, quả thực cường đáng sợ. Cho ta toái! Gầm lên giận dữ, Lý Thần Phong đột nhiên xuất thủ, trên hai tay, thần quang nở rộ, nỗ lực chặn lại Tần Trần kiếm quang công kích. Sớm đoán được ngươi có chiêu thức ấy, tinh thần phong bạo. Tần Trần giữa chân mày, một đạo vô hình tinh thần chi lực nổ bắn ra ra, hóa thành vòng xoáy cơn lốc, xuyên thấu kiếm quang, trong nháy mắt nhập vào Lý Thần Phong trong đầu. Hừ, tinh thần lực công kích, nho nhỏ tứ giai tinh thần lực, cũng muốn mê hoặc ta. Lý Thần Phong cười nhạt, theo hắn, Tần Trần tinh thần lực nữa thế nào nghịch thiên, đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong đã coi như là cực hạt, mà hắn thân là ngũ giai võ tông, căn bản không e ngại tứ giai tinh thần lực, mang đến cho hắn ảnh hưởng, cơ hồ nhỏ. Thế nhưng, tiếng nói còn không có triệt để hạ xuống, Lý Thần Phong nguyên bản cười mỉm khóe miệng trong nháy mắt ngưng kết. Một cổ cường đại đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản tinh thần lực đánh thẳng tới, trong nháy mắt tiến nhập tinh thần hắn hải, oanh, ở hắn trong tinh thần hải, cuốn lên ngập trời cuộn sóng. Làm sao sẽ, ngũ giai tinh thần lực, ngươi! Lý Thần Phong kinh sợ, nếu muốn phản kháng, đã tới không kịp, não hải một bộ, kiếm quang lưới lớn dĩ nhiên hung hăng chạm ở trên người hắn. Phốc suy, kiếm quang mẫn diệt, Lý Thần Phong bên ngoài thân hộ thể chân lực ở không người dưới sự thúc giục, trong nháy mắt vỡ vụn, các vị trí cơ thể đều phun tung tóe ra tiên huyết, cả người nhếch nhác bay ngược ra, huyết vẩy trời cao. Lý Thần Phong trưởng lão, Lưu Tiên Tông trong đám người, có người kinh hô, phút chốc, một đạo thân ảnh phóng lên cao, liền đem Lý Thần Phong ôm ở, rơi trên mặt đất, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần Phong cả người máu me đầm đìa, trên thân xuất hiện 9 đạo đan chéo vết kiếm, không ít địa phương, sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét. Liền chút tu vi này, cũng muốn bắt ta! Thu kiếm mà đứng, Tần Trần xem thường nhìn Lưu Tiên Tông người, cái loại này khinh miệt, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động, nội tâm rung động. Bọn họ thấy cái gì, đường đường Lưu Tiên Tông trưởng lão, lại bị một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên cho đánh cho trọng thương, cơ hồ bị mất mạng, chuyện này. Không ít người liều mạng vuốt mắt, quả thực không dám tin tưởng mình chứng kiến tất cả. Mạnh, quá mạnh, này Tần Trần làm sao có thể mạnh như vậy? Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong trưởng lão cư nhiên đều bị hắn đánh bại, ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong võ tông phía dưới, ai còn sẽ đối thủ của hắn? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo kinh hô tiếng liên tục, để cho không ít nguyên bản đối đại Tề quốc sinh lòng vẻ tham lam huyền châu cường giả, sinh lòng hồi hộp. Đế Tâm Thành chỗ, được gọi là quyền thúc cao nhất cường giả, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, không hổ là lôi đài thi đấu quán quân, xác định thật sự có tài, Hoa Thiên Độ bại cho hắn, đúng là không oan. Đế Thiên Nhất cũng trào phúng, quyền thúc, Lý Thần Phong sơ suất, tự cho là mình là ngũ giai võ tông, đều vô địch sao? Đối mặt Tần Trần, cư nhiên trước tiên đều không thi triển toàn lực, còn dám sơ suất, Lưu Tiên Tông trưởng lão, không gì hơn cái này. Trên thực tế không chỉ có là Đế Thiên Nhất bọn họ, cũng không thiếu cao thủ, tỉ mỉ suy tư sau, nhìn ra mánh khóe. Lý Thần Phong cũng là mình tìm đường chết, Tần Trần thế nhưng đánh bại ta Huyền Châu Thiên Kiêu, lấy được lôi đài thi đấu số 1, tuy là trẻ tuổi, nhưng một thân thực lực, lại không phải chuyện đùa. Khác nói, ta Huyền Châu Tam Đại Cái Thế Thiên Kiêu, từ lúc một năm trước, đã có thể đánh bại phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ tông, cuối cùng vẫn thua ở Tần Trần trên tay, có thể thấy được Tần Trần, trước ở lôi đài thi đấu thời điểm, thực lực đã nhưng không kém gì ta Huyền Châu phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ giả. Mà hiện tại, tu vi của người này theo lôi đài thi đấu huyền cấp trung kỳ đỉnh phong đột phá đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm lấy được Cổ Nam Đô truyền thừa, thực lực tất nhiên lần thứ hai có đột nhiên tăng mạnh. Lý Thần Phong bất cần như vậy, bị đánh bại, mặc dù ở ngoài ý liệu, kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý. Có đạo lý, hơn nữa Lý Thần Phong trước ở Cổ Nam Đô ý chí xuất thủ xuống, dĩ nhiên thụ thương, lúc này lại vẫn có dũng khí sơ suất, không phải tại tìm chết sao? Sơ suất, nếu không lấy Lý Thần Phong thực lực, không có khả năng phải bại thê thảm như thế. Đám người thở dài, cũng đều từ từ minh bạch qua đây. Thực sự là phế vật, Đại Tề Quốc phía sau, người khoác áo choàng cũng phiền muộn. Hắn sớm sẽ chờ Tần Trần không địch lại, tìm hắn xuất thủ, tốt nhân cơ hội đem Thanh Liên Yêu Hỏa muốn trở về, không nghĩ tới Lưu Tiên Tông người thật không ngờ bất kham, không những không có thể ép được Tần Trần xin giúp đỡ, ngược lại là mình bị đánh trọng thương, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, người khoác áo choàng trong lòng cũng càng thêm kinh sợ. Nhớ được ở Vũ Thành thời điểm, Tần Trần đối mặt Vũ Thành Chu ra nhóm thế lực huyền cấp hậu kỳ võ giả, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà này mới qua bao lâu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả Lưu Tiên Tông võ tông trưởng lão đều không sợ chút nào, bực này tiến triển, để cho hắn kinh hãi không thôi. Không được, người này nhất định phải được trừ, bằng không nói, không bao lâu nữa, có lẽ ngay cả ta đều trị không hắn. Người khoác áo choàng ánh mắt lạnh lùng, mắt chỗ sâu, có một tia sát cơ lặng yên lướt qua. Để cho người ta sợ run lên, ở Lưu Tiên Tông cao thủ cứu trị xuống, Lý Thần Phong rất nhanh liền thanh tỉnh qua đây, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, tỉnh lại trước tiên liền cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén." "Đánh lén?" Tần Trần suy cười một tiếng, "đối phó ngươi, ta còn cần phải đánh lén. Con trai ngươi là cái phế vật, đúng là lão tử cũng không trách tích, nếu như ta là ngươi, nào còn có mặt mũi đợi ở chỗ này, trực tiếp đập đầu tự tử một cái tính." "Ngươi!" Lý Thần Phong tức đến run, nổi trận lôi đình, lại cả buổi nói không ra lời. "Đủ!" Cát Huyền nổ quát một tiếng, không vui mắt nhìn Lý Thần Phong, mình tại sao mang ra hỏa này đi ra, rõ là cho tông môn mất mặt xấu hổ. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần: "Tiểu tử, khó trách ngươi tức mạnh như vậy, bất quá, chỉ bằng chút thực lực ấy, liền cho là mình vô địch sao?" Giọng nói rơi xuống, Cát Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh người, khí thế kia hùng hậu ngưng thật, như là một tòa núi lớn, hung hăng trấn áp tại phía trước Đại Tề Quốc trên người mọi người. Giờ khắc này, Tiêu Chiến đám người tất cả đều thân thể rung một cái, trong cơ thể chân lực vận chuyển khó khăn, ngay cả hô hấp đều biến phải dồn dập. Phảng phất giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, căn bản không phải một cái võ giả, mà là một tòa núi cao nguy nga, một tòa không còn cách nào đối kháng núi cao. Phốc phốc phốc, cơ hồ một cái chớp mắt, liền có không ít Đại Tề Quốc thiên tài đã tại này cổ khí cơ phía dưới thụ thương, có khả năng chịu đựng không bị thương, căn bản là lác đác không có mấy, cũng chỉ có Tiêu Chiến, Vương Khải Minh, Triệu Linh San, Tử Huân cùng lấy được không sai thành tích thiên tài a. Mà bọn họ tu vi cũng đều ở huyền cấp trung kỳ trở lên. Nhưng dù vậy, ở kinh khủng như vậy dưới khí tức, Tiêu Chiến bọn họ vẫn là mặt kinh hãi, tâm trong khí huyết sôi trào, cơ hồ khó có thể kiên trì. "Hừ, ngươi một cái đường đường Lưu Tiên Tông đỉnh cấp trưởng lão, chẳng lẽ chỉ biết khi dễ nhỏ yếu sao? Cái gọi là Huyền Châu đỉnh cấp tông môn, cũng liền chút bản lãnh này." Tần Trần khí sắc tức khắc biến phải hết sức khó coi, đồng thời một cổ vô hình khí tức theo trong thân thể hắn tràn ra đi, bao phủ ở Tiêu Chiến bọn họ, đem Cát Huyền phát ra khí cơ, ngăn cách ít nhất một nhiều hơn phân nửa. Tiêu Chiến bọn họ lúc này mới thở vào một cái, khí sắc theo tái nhợt biến phải hồng nhuận, nhưng trên mặt, như trước mang theo kinh sợ nét mặt. Quá cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong bọn họ tâm, giờ này khắc này cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, đồng thời cũng vì mình nhỏ yếu, mà cắn răng không cam chịu. Cát Huyền thậm chí ngay cả động thủ đều không có động thủ, bằng vào khí thế, liền để cho bọn họ cơ hồ không còn cách nào phản kháng, như vậy thực lực cách xa chênh lệch quá lớn, khó trách này Huyền Châu cao thủ, căn bản không đưa bọn họ năm quốc người để vào mắt, cũng không phải cuồng vọng, mà là thật có bản sự này. "Gì, thật là kỳ lạ khí tức, có thể ngăn cản lão phu khí thế công kích, khó trách ngươi ngông cuồng như thế." Chứng kiến Tần Trần tại chính mình khí thế phong bạo xuống, thân sắc vị nhưng bất động, đồng thời lại còn phóng xuất ra một cổ khí cơ, giúp đỡ Tiêu Chiến bọn họ ngăn cản, Cát Huyền không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Phía trước cái này Tần Trần, xác định không giống bình thường. Cũng vậy, các hạ một thân tu vi cư nhiên đạt đến ngũ giai hậu kỳ, không hổ là Lưu Tiên Tông đỉnh cấp trưởng lão. Tần Trần cười lạnh nói, hắn nhìn bề ngoài không ra biểu tình gì, nhưng trong lòng thì chợt trầm xuống. Trước Cát Huyền mặc dù cũng biểu hiện ra phi thường khí thế, nhưng Tần Trần dù sao mới huyền cấp sơ kỳ, vì vậy cũng không thể nhìn ra Cát Huyền tu vi chân chính, hôm nay đột phá đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, mà Cát Huyền cũng sẽ bản thân tu vi, triệt để triển lộ ra, để cho Tần Trần rốt cục biết rõ ràng đối phương thực lực chân chính, dĩ nhiên là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông. Ngũ giai hậu kỳ võ tông a, mặc dù đã sớm ngờ tới Cát Huyền tu vi không yếu, nhưng Tần Trần lại không nghĩ rằng là đối phương vậy mà cường đến nước này. Nếu như đối phương gần là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông, Tần Trần tự xưng là dựa vào bản thân toàn bộ thực lực, lại thêm không có bạo lộ ra huyễn cấm tù lung, thanh liên yêu hỏa các loại tuyệt chiêu, còn có thể cùng đối phương giao phong một tí. Thế nhưng biết Cát Huyền là ngũ giai hậu kỳ võ tông sau, Tần Trần ý định này đã triệt để dứt bỏ. Hắn quá rõ vô tông cảnh giới thực lực, bằng hắn hiện tại tu vi, có thể cùng ngũ giai trung kỳ võ tông giao phong, nhưng một khi gặp phải ngũ giai hậu kỳ võ tông, căn bản không thể nào là đối thủ. Huống chi, phía sau hắn còn đứng ở Tiêu Chiến bọn họ, hắn đánh không lại còn có thể trốn, thế nhưng Tiêu Chiến bọn họ lưu lại, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Tần Trần trong lòng không nhịn được hơi lo lắng. Hắn không sợ Cát Huyền, nhưng lại không thể không lo lắng, Tiêu Chiến bọn họ dễ chịu. Nếu biết ta tu vi, còn không quỳ xuống nhận sai, ngươi nếu là có thể thần phục ta Lưu Tiên Tông, có lẽ ta có thể đồng ý lưu các ngươi một con đường sống. Cát Huyền cười lạnh, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là dùng khí thế liên tiếp áp bách Tần Trần. Hắn sở dĩ không có động thủ, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, là hắn căn bản không tin tưởng người khoác áo choàng thật sẽ sống chết mặc bay, nếu như người khoác áo choàng thật như vậy nghĩ, trước kia cũng không thể từ trong đám người đi ra, kích thương Trần Thiên La, lại sẽ không ngoài miệng nói không nhúng tay vào, lại phải muốn ở lại trên đài cao. Lời nói rõ ràng không nhất trí, mặc dù Cát Huyền 10 phần tự tin, nhưng người khoác áo choàng trước thủ đoạn, vẫn là cho hắn một ít kiêng kỵ. Huống chi, nơi này cũng không phải là hắn Lưu Tiên Tông quét ngang tất cả, còn có Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện cao thủ ở. Thứ hai, là hắn xem, là muốn từ trên người Tần Trần lấy được Cổ Nam Đô truyền thừa, giết hắn, chỉ là tỏ rõ nhất thời cực nhanh, nhưng không cách nào đem Tần Trần trên thân công pháp, nghiền ép đi ra. Vì vậy, hắn hiện tại xem, chính là liên tục dùng khí thế trấn áp Tần Trần, nỗ lực theo trong lòng, đánh tan Tần Trần, để cho Tần Trần quỳ xuống ở trước mặt mình, ngoan ngoãn giao ra theo Cổ Nam Đô ở bên trong lấy được tất cả. Thần phục ngươi Lưu Tiên Tông, ngươi khai đùa cái gì nói đùa, dựa vào cái gì? Tần Trần cười lạnh một tiếng, đồng thời nhận biết liên tục cảm ứng trong thiên địa khí cơ. Hiện tại hắn, đem duy nhất hy vọng, đều đặt ở Cổ Nam Đô ý chí theo như lời cái này lưu lại trên lực lượng mặt. Nếu Cổ Nam Đô ý chí nói, ở di tích này sở tại, lưu lại một cổ lực lượng, như vậy thì khẳng định lưu lại, thế nhưng để cho Tần Trần nghi hoặc là, mặc cho hắn làm sao cảm ứng, đều không cảm ứng được. Cổ Nam Đô ý chí, không có khả năng dối trá, duy nhất có thể, là tự ta không có tìm được phương pháp. Tâm trạng trầm tư là lúc, Tần Trần đem ánh mắt nhìn về phía huyết ma giáo Ma Lệ cũng ở đây trong truyền thừa đi tới một bước cuối cùng, nghe được Cổ Nam Đô ý chí từng nói, khẳng định cũng đang tìm cổ lực lượng này, nói không định liền có phát hiện gì. Thế nhưng kết quả lại làm cho Tần Trần thất vọng, hắn có thể cảm giác được, Ma Lệ xác định cũng đang tìm cổ lực lượng này, thế nhưng, theo hắn nét mặt nhìn lên, hẳn là đồng dạng không có thể tìm tới cổ lực lượng này. Chẳng lẽ là, đột nhiên Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì, liền vận chuyển Cổ Nam Đô trong truyền thừa chiếm được công pháp, lập tức cũng cảm giác được, toàn bộ trong thiên địa, quanh quẩn một cổ lực lượng kinh người. Tìm được, thì ra là thế, nhất định phải vận chuyển Cổ Nam Đô ở bên trong lấy được công pháp, mới có thể cảm ứng được cổ lực lượng này, cho ta xem. Hả, muốn thao túng cổ lực lượng này, phải là muốn lợi dụng Cổ Nam Đô trong nắm giữ bí văn thuật. Tần Trần nhẹ nhàng thúc động bí văn, vù vù một tiếng, toàn bộ trong thiên địa không khí không tự chủ được lưu động một cái, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được, ở nơi này Cổ Nam Đô cùng với bên trong phương viên 10 dặm không gian, đều bị cổ lực lượng này bao phủ, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, là có thể tùy tâm sở dục trưởng khống. Đồng thời Tần Trần có khả năng cảm thụ được, cổ lực lượng này đáng sợ, vượt xa võ tông. Ít nhất, cũng là lục giai võ tôn trở lên, đối phó ở đây đại uy vương triều cường giả, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ha, có cổ lực lượng này, thì sợ gì ở đây những thứ này võ tông. Giờ này khắc này, Tần Trần tâm triệt để xuống, hắn trong bóng tối ký kết bí văn, bắt đầu thao túng này ẩn giấu ở trong thiên địa lực lượng kinh người. Đối diện, Cát Huyền nhưng không biết Tần Trần đã hoàn toàn không e ngại hắn, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta Lưu Tiên Tông là huyền châu cao cấp nhất thế lực, một câu nói, liền có thể cho ngươi năm quốc hủy diệt. Một câu nói có thể để cho ta năm quốc hủy diệt. Tần Trần con ngươi híp một cái, mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn không có một chút lo lắng, cười lạnh nói, xác định rất có sức dụ dỗ thần sắc, bất quá ta nếu thần phục ngươi Lưu Tiên Tông, vậy ta Đại Tề Quốc đệ tử của hắn làm sao bây giờ? Cát Huyền thấy Tần Trần dường như có vẻ siêu lòng, liền bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ngươi Lưu Tiên Tông, ngươi đại tế quốc đệ tử của hắn, tự nhiên cũng nhận được chúng ta che chở, ta dám cam đoan, ở đây không có ai dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Cát Huyền lời thề son sắt nói ra, nhưng trong lòng thì cười nhạt, tiểu tử này, thật đúng là ngây thơ, thật sự cho rằng ta đại tế quốc sẽ bồi dưỡng bọn họ sao? Chỉ cần một lấy được Cổ Nam Đô truyền thừa, những thứ này đại tế quốc cái gọi là thiên tài, đều phải chết. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ là để ở trong lòng, ngoài miệng cũng là nhiệt tình nói, thế nào, ngươi suy nghĩ được thế nào, chỉ cần ngươi theo chúng ta, ngươi tương lai, đem vô khả hạn lượng. Chuyện này, thật đúng là để cho người ta không tiện cự tuyệt a. Tần Trần cười như không cười, giống như ở nghiêm túc suy nghĩ Cát Huyền đề nghị. Cát Huyền rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi còn do dự cái gì, ta Lưu Tiên Tông, không thể so ngươi ở lại năm quốc mạnh hơn, huống chi, hôm nay ngươi nếu không ta Lưu Tiên Tông, ở đây những người này, cũng đều ngấp nghé trên người ngươi đổ đâu, ngươi thậm chí ngay cả ngày mai ánh nắng đều nhìn không thấy. Này Cát Huyền thật đúng là đánh tính toán thật hay, giờ này khắc này, phía dưới hắn Huyền Châu võ giả tất cả đều rối loạn lên, bọn họ không nghĩ tới, Cát Huyền vậy mà sẽ mời Tần Trần Lưu Tiên Tông. Lại thêm để cho bọn họ nghĩ không ra là, Tần Trần lại có chút dị động, nếu quả thật lời như vậy, bọn họ những người này, ở đâu còn có cơ hội từ trên người Tần Trần lấy được Cổ Nam Đô truyền thừa. Sớm biết như vậy, bọn họ ở đâu phải dùng tới Lưu Tiên Tông xuất thủ, bản thân đã sớm đi lên. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực bọn hắn mặc dù không bằng Cát Huyền, nhưng cũng không có thiếu ngũ giai trung kỳ võ tông, đối phó một cái Tần Trần, còn là hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lòng cái kia hối hận a. Cát Huyền mỉm cười nhìn Tần Trần, cười híp mắt nói, thế nào, người suy nghĩ thế nào? Có thể không động thủ liền đem Tần Trần hàng phục, lấy được trên người hắn bảo vật, tự nhiên không thể tốt hơn. Dường như rất có sức dụ dỗ, Tần Trần cười cười, bất quá, để cho ta thần phục các ngươi như thế cái rác rưởi tông môn, ta suy nghĩ vẫn là tính. Tần Trần lắc đầu, ngươi xem một chút, các ngươi cử tông lực, bồi dưỡng ra thiên kiêu, đều như thế rác rưởi, không phải đối thủ của ta, ta nếu là các ngươi Lưu Tiên Tông, có lẽ cả đời này cũng liền hủy, cho nên vẫn là tính. Phốc suy, nghe vậy, toàn trường kinh ngạc, từng cái người tất cả đều thổ huyết. Này Tần Trần có ý gì? Đang đùa Lưu Tiên Tông sao? Đều thấy được đại não trận trận choáng váng, sắp đã hôn mê. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định, cái gì? Cát Huyền mỉm cười, coi là Tần Trần thỏa hiệp, nói một nửa, lúc này mới thanh tỉnh qua đây, thoáng cái tức đến huyết vào tới trong đầu. Tiểu tử thối, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Băng lãnh quát khẽ, lập tức như là kinh lôi, ở trong thiên địa này quanh quẩn. Lúc này, Cát Huyền nếu như còn không có phản ứng qua đến Tần Trần là ở đùa giỡn hắn nói, vậy hắn cũng sẽ không dùng hỗn. Một cổ khí tức đáng sợ, từ trên người hắn bạo phát. Trên sân kẻ khác, cũng đều triệt để ngất ở, từng cái không nói gì đến cực điểm. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, đến lúc này, Tần Trần lại vẫn dám đối với Lưu Tiên Tông nói như vậy, quả thực là không muốn sống. Mặc dù là năm quốc người, cũng đều kinh hãi lắc đầu, đều thấy được Tần Trần là ở tìm đường chết. Hảo tiểu tử, hôm nay lão phu không bắt ngươi, thề không làm người. Cát Huyền tức đến cả người run, trong con người có thần hống nở rộ, một tiếng ầm vang, thân hình hắn như điện, cả người hướng Tần Trần hung hãn xuất thủ. Trong chớp mắt, toàn bộ trên đài cao, khắp nơi đều thấy kình phong gào thét, cuồn cuộn lên chân lực phong bạo, để cho người ta cơ hồ không mở mắt ra được, còn như Tiêu Chiến đám người, càng là liền tới gần đều không cách nào tới gần, từng cái đạp đạp lui lại, khí sắc trắng bệch. Tất cả mọi người là không nói gì, này Tần Trần quả thực rất có thể tìm đường chết. Tiểu tử, người hiện tại đồng ý ta muốn tìm còn kịp, nếu không nói, chờ ngươi bị Lưu Tiên Tông người bắt lại, còn muốn để cho ta xuất thủ, chỉ sợ cũng khó. Trong gió lốc, Tần Trần bên tai vang lên người khoác áo choàng thanh âm, hiển nhiên là người đội đấu bồng này, còn muốn khuyên Tần Trần đồng ý bản thân điều kiện. Tần Trần coi nhẹ người khoác áo choàng nói, giễu cợt nói, ngươi nghĩ quá nhiều, chỉ bằng này Cát Huyền, còn bắt không được ta. Người khoác áo choàng lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là bướng bỉnh, vậy hãy để cho hắn tiếp tục ăn chịu đau khổ, cùng không kiên trì nổi, không tin hắn không thỏa hiệp. Ý niệm trong lòng còn chưa kịp hạ xuống, liền thấy hắn kiếp này đều khó quên mất một màn. Chỉ thấy Tần Trần đối mặt Cát Huyền tấn công, vẫn không nhúc nhích, chỉ là đang công kích đến trong nháy mắt, nhẹ nhàng khoát tay, trong hư không lập tức có từng đạo kinh người quang hồng hạ xuống, nhanh như tia chớp cái bọc hướng Cát Huyền. Thứ gì? Cát Huyền đương nhiên sẽ không giống như Lý Thần Phong đại ý như vậy, biết rõ sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực đạo lý, ở hồng quang rơi xuống trong chớp mắt chợt ra tay ngăn cản, thế nhưng hồng quang căn bản không nhìn hắn xuất thủ, đem cả người hắn trong nháy mắt liền bao vây lại, trong nháy mắt khỏa thành một cái bánh chưng. Cát Huyền trong lòng kinh hãi, đây là vật gì? Trong cơ thể chân lực cùng huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, nỗ lực phá vỡ này hồng quang trói buộc. Chỉ là mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không giải quyết được vấn đề, này hồng quang không gì phá nổi, từ từ đem hắn trói buộc ở chính giữa. Ha ha, không hổ là Cổ Nam Đô lưu lại lực lượng, mạnh như vậy. Chứng kiến hồng quang lực, đơn giản liền đem Cát Huyền trói buộc, Tần Trần mừng rỡ trong lòng không thôi, liền đi lên trước, chợt giơ tay lên. Ba, chỉ thấy một cái trưởng ảnh thoáng qua, đường đường Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão Cát Huyền tức khắc bị hung hăng đánh một bạt tai một dạng, cả người trong nháy mắt bị rút ra bay ra ngoài, trong nháy mắt công phu, gò má bên trái liền cao sưng lên đến, giống như một đun sôi bánh màn thầu. Cát trưởng lão, người không sao chứ? Còn lại hai gã Lưu Tiên Tông trưởng lão đều mộng xuống, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi! Cát Huyền tức đến tóc đều dựng thẳng lên đến, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhảy lên, hướng Tần Trần lần thứ hai nhào lên. Hắn cả người kinh khí bừng bừng phấn chấn, như là nổi điên một dạng, kinh khủng chân lực như là đại dương minh mông, yên diệt tất cả, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, chấn động theo. Thế nhưng Tần Trần vung tay lên, lại là một đạo hồng quang hạ xuống, tức khắc đem Cát Huyền lần thứ hai trói buộc lại, sau đó trái phải khai cung, chỉ nghe được ba 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 bà tai tiếng liên tiếp, Tần Trần trong nháy mắt cũng không biết đánh Cát Huyền bao nhiêu lần, quất thẳng tới hắn hai phía mặt tất cả đều nhô thật cao, tím đen, đều nhanh muốn nhỏ máu đi xuống. Giết ta, ta xem ngươi giết thế nào ta. Tần Trần xem bắn hàn mang, trên tay kình đạo lớn hơn nữa, đánh Cát Huyền như giết heo gầm lên. Cuối cùng, hắn một cú đạp nặng nề đá vào Cát Huyền ngực, đem Cát Huyền hung hăng đạp bay ra ngoài, ngã vào Lưu Tiên Tông trong đám người. Cát trưởng lão, người này là thế nào? Lúc này, Lưu Tiên Tông rất nhiều cường giả mới phản ứng qua đến, tức khắc một trận đại loạn, trong nháy mắt gà bay chó sủa. Kẻ khác cũng đều ngốc xuống, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn họ thấy cái gì? Đường đường Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão, lại bị này Tần Trần treo đánh, đây là gặp quỷ sao? Ngươi nhanh véo xuống ta, xem một chút có phải là nằm mơ hay không? Ai nha mẹ ta nha, đau chết ta, ngươi như vậy dùng sức làm cái gì? Không phải ngươi để cho ta véo ngươi sao? À, vậy cũng không có để cho ngươi như thế dùng sức à, quá phải đau, không phải là mộng à. Một đám Huyền Châu cường giả, triệt để mộng bức, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt, quả thực đều nhanh điên. Đây chính là Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão, ngũ giai hậu kỳ võ tông, ở đây mạnh nhất mấy người, lại bị một cái huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong thiếu niên treo đánh, đánh cả khuôn mặt sưng lên cao nửa thước. Chỉ là ngẫm lại đều thấy được đau. Không ít người không nói gì, Cát Huyền trưởng lão cái này là mất mặt vứt xuống ra, bị một thiếu niên hung ác tát bạt tai, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy Huyền Châu cường giả phía trước, cái mặt già này sau này còn đi kia phóng. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu pháp, tiểu tử này biết dùng yêu pháp. Cát Huyền nhe răng trợn mắt, đau cả người run, một hai tròng mắt, oán độc nhìn chằm chằm Tần Trần, nổi điên giống như quát. Tần Trần cũng không giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn trên sân rất nhiều Huyền Châu cường giả, cười lạnh nói các ngươi cho là ta không biết các ngươi ý nghĩ sao? Không phải là muốn cướp đi trên người ta theo Cổ Nam Đô trong di tích lấy được truyền thừa thôi, Cổ Nam Đô di tích, vốn là ta năm quốc bí cảnh, hiện tại cho các ngươi Huyền Châu thiên tài cơ hội tham gia, các ngươi không những không cảm kích, ngược lại còn muốn đối với chúng ta năm quốc thiên tài hạ thủ, thật khi chúng ta năm quốc dễ khi dễ sao? Tần Trần hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước, bắn ra kinh người tinh mang. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi ai còn muốn cướp đoạt bản thiếu trên thân bí tịch, cứ đi lên, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi Huyền Châu người, cuối cùng có thể có nhiều vô liêm sỉ, có bao nhiêu thiếu giống như này Lưu Tiên Tông một dạng đê tiện. Toàn trường yên lặng, tất cả Huyền Châu cường giả đều trố mắt nhìn nhau, không có một có dũng khí có cử động. Người khoác áo choàng cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, rõ là gặp quỷ. Cát Huyền dĩ nhiên tại tiểu tử này phía trước không có chút nào sức chống cự. Trong đám người, cũng liền Ma Lệ minh bạch nguyên do, biết Tần Trần hẳn là nắm giữ Cổ Nam Đô ý chí theo như lời cổ lực lượng kia, làm để cho hắn phiền muộn là, hắn tuy là cũng biết có cổ lực lượng này tồn tại, nhưng là làm sao cũng không cảm ứng được, mà Tần Trần chẳng những cảm ứng được, còn có thể như ý thao túng, để cho trong lòng hắn thất bại không thôi. Cát Huyền giận dữ hét, tiểu tử, hôm nay lão phu không giết ngươi, ta cũng không kêu Cát Huyền. Vẫn còn ở lời thừa, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, siêu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Cát Huyền phía trước. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tiên Tông hai gã võ tông sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên muốn chặn lại, nhưng Tần Trần khoát tay, hai người lập tức cũng không cách nào động đậy, bị Tần Trần hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Trần đi tới Cát Huyền phía trước, trái phải khai cung, lần thứ hai bạo đánh nhau. Cát Huyền vừa mới đắp lên dược, có chuyển biến tốt khuôn mặt, lập tức lại một lần nữa sưng lên đến, bị đánh thành đầu heo, tức giận gầm to, lại bất lực. Dừng tay, ở một bên nhìn Hoa Thiên Độ không thể kiềm được, hướng Tần Trần xông lên, Tần Trần vung tay lên. Thế nhưng Hoa Thiên Độ trên thân, hơi lóe lên một vệt sáng, Cổ Nam Đô lực lượng, cũng không có đem Hoa Thiên Độ trói buộc, như là mất đi tác dụng. Tần Trần hơi sững sờ, hả? Là tinh thần hạt giống lực lượng, chẳng lẽ nói, Cổ Nam Đô ý chí lưu xuống của lực lượng này, cấm chế ta dùng để tổn thương được truyền thừa thiên tài. Gì, đối với ta vô dụng, ta minh bạch, người thao túng lực lượng, chắc là Cổ Nam Đô di tích chỗ lưu lại đến lực lượng, khó trách cường đại như vậy. Hoa Thiên Độ bực nào thông tuệ, rất nhanh thì suy nghĩ ra nguyên nhân, cười lạnh nói, ta còn đem ngươi cổ lực lượng này vô địch đây, nguyên lai cũng có hạn chế, chết đi cho ta. Hoa Thiên Độ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra sợ người khí tức, oanh, đại biểu ngũ giai võ tông lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra. Ở Cổ Nam Đô trong truyền thừa, Hoa Thiên Độ mặc dù không có đi tới một bước cuối cùng, nhưng ở tầng thứ hai thu nhận quỷ dị chân lực một cửa ải kia, cũng nhận được không ít chỗ tốt, tu vi lần thứ hai có chút tiến bộ, giờ này khắc này Hoa Thiên Độ, tuy là còn chưa phải là võ tông, nhưng thật cùng võ tông đã không có gì khác biệt, trong cơ thể chân lực, dĩ nhiên bắt đầu từ tứ giai chân lực đi ngũ giai thay đổi. Có thể nói, đối lập ngay từ đầu lôi đài thi đấu thời điểm, Hoa Thiên Độ thực lực, lần thứ hai tăng lên không chỉ gấp đôi, lòng tự tin tăng nhiều, nếu chiến Tần Trần. Vù vù, chỉ thấy trong hư không, chi chít trường ảnh, vô biên vô hạn hướng Tần Trần đánh tới. Hoa Thiên Độ trên thân khí tức, làm sao cường nhiều như vậy? Chẳng lẽ ở trong truyền thừa, hắn lại lấy được đề thăng? Quá mạnh, đổi lại là ta, 10 cái đi lên, cũng không ngăn được Hoa Thiên Độ một trường này. Đám người khiếp sợ, tuy là Hoa Thiên Độ trước bại cho Tần Trần, thế nhưng mọi người có thể theo về mặt khí thế rõ ràng nhìn ra, đi ngang qua Cổ Nam Đô truyền thừa sau, Hoa Thiên Độ tu vi, lần thứ hai lấy được đề thăng, rõ ràng có đột phá. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, nhất thời thắng bại, cũng không coi vào đâu, ta Hoa Thiên Độ mới là chân chính thiên kiêu, cái thế vương giả. Sấm rền gào thét, vang vọng đất trời, Hoa Thiên Độ cả người giống như một tôn thần ma, cao cao tại thượng, hướng Tần Trần thi triển ra bản thân một kích mạnh nhất. Tần Trần không nói gì, khó trách gia hỏa này được không cao nhất cường giả, đầu óc không tốt lắm a, hắn có đột phá, chẳng lẽ mình ở trong truyền thừa không có đột phá sao? Huyễn Cấm Tù Lung, lại phải cùng Hoa Thiên Độ nữa xích mích, Tần Trần trực tiếp thi triển ra Vạn Thần Quyết thức thứ hai Huyễn Cấm Tù Lung, trong sát na, Tần Trần song đồng như hồ sâu một dạng xoay tròn, một cổ u lãnh quỷ dị tinh thần chấn động, tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Hoa Thiên Độ chỉ cảm thấy được cả người lạnh lẽo, cả người đặt mình trong đen kịt một màu không gian, thân thể hắn bị vô số băng lãnh thiết liền giam cầm, cả người một đường hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, căn bản vô lực tránh thoát. Nơi này là địa phương nào? Buông, mau buông! Hoa Thiên Độ kinh sợ giống to, toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại, từng đạo sắc bén roi điện, ở tinh thần cấp độ, đối với hung hăng quất roi, thống khổ bất kham, chịu vô cùng thê thảm đả kích. Không, bên ngoài, mọi người chỉ thấy Tần Trần hướng Hoa Thiên Độ liếc mắt nhìn, Hoa Thiên Độ cả người liền dại ra ở đó, khí sắc thống khổ, cả người thống khổ co quắp. Tinh thần cấp độ, Hoa Thiên Độ chịu thời gian dài không thuộc mình tra tấn, thế nhưng ở thân thể cấp độ, lại gần là một cái chớp mắt. Phốc thông, Hoa Thiên Độ lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, té lăn trên đất, cũng sẽ không để được mảy may ý chí chiến đấu, như cái xác không hồn một dạng ánh mắt hoảng sợ. Hí, trong đám người truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng, tất cả mọi người dại ra nhìn một màn trước mắt này, nội tâm chấn động. Đường đường Lưu Tiên Tông tông một dạng, Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu một trong Hoa Thiên Độ, vẻn vẹn bởi vì Tần Trần một ánh mắt, liền bại hạ xuống, chiến lực hoàn toàn biến mất, giống như là thần thoại. Một chân đạp ở Hoa Thiên Độ trên thân, Tần Trần lạnh lùng nhìn Lưu Tiên Tông tất cả mọi người, cùng với ở đây rất nhiều Huyền Châu cường giả, lạnh lùng nói, còn có ai? Còn có ai không phục, cứ đi lên, cuồng vọng dáng vẻ, bá đạo lời nói, chấn động nội tâm mỗi người. Trong lúc nhất thời, trên sân yên lặng, không người nào dám tiến lên. Mặc dù rất nhiều Huyền Châu người, đối Tần Trần dáng vẻ cực kỳ bất mãn, thế nhưng liền Lưu Tiên Tông các huyền trưởng lão đều không phải là Tần Trần đối thủ, hiện tại ai còn dám tiến lên một cái. Đi lên kết quả, khẳng định sẽ cùng Lưu Tiên Tông các huyền trưởng lão một dạng, ở tất cả mọi người phía trước mất mặt xấu hổ, trở thành một trò cười. Ngược lại Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Tần Trần, nói một câu tiểu tử này thật đúng là cuồng. Chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ là nói như vậy một câu mà thôi, cũng không có hành động gì. Bởi vì bọn họ quá là rõ ràng, thực lực bọn hắn, cùng Lưu Tiên Tông cũng gần là sàn sàn với nhau, Lưu Tiên Tông người đi lên đều thảm như vậy, bọn họ đi lên, lại sẽ có kết quả gì? Bọn họ không dám dự liệu, dù sao, ai biết Cổ Nam Đô ý chí cho tiểu tử này lưu lại cái gì ngăn được thủ đoạn. Vạn nhất trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đó cũng quá mất mặt. Ở nơi này dạng bầu không khí xuống, trên sân mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bầu không khí trong nháy mắt biến phải không gì sánh được cổ quái. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy không ai dám lên đến, Tần Trần cười lạnh một tiếng, nói khẽ với Tiêu Chiến bọn họ nói, Tiêu Chiến đại nhân, nơi đây không hợp ở lâu, các ngươi đi trước. Đồng thời quát to, chư vị năm quốc đệ tử, mọi người có thể rời đi. Nghe được Tần Trần nói, trên sân lập tức có chút rối loạn lên. Năm quốc người không ai từng nghĩ tới, lại sẽ một cái kết cục như vậy, Tần Trần lấy lực một người, kinh sợ đại uy vương triều chư hơn cao thủ. Lúc đầu, trong lòng bọn họ đều tâm thần bất định bất an, thậm chí đang suy nghĩ cái gì cầu xin tha thứ, mới có thể làm cho Đại Huy Vương triều người thả qua bọn họ, không nghĩ tới mới một cái chớp mắt, liền quanh co, Huyền Châu người không dám nhúc nhích bọn họ. Nghĩ vậy dạng sự tình, gần là Đại Tề Quốc một thiên tài làm sau, Nam Quốc tất cả mọi người chịu phục, Tần Trần có thể trở thành Cổ Nam Đô khảo hạch quán quân, đúng là không phải lăng không được đến, thiên tài như vậy, xác định có năng lực này. Đáng tiếc a, thiên tài như thế, lại không phải là mình thế lực đệ tử. Nam Quốc rất nhiều cường giả đều là thở dài không thôi, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Thế nhưng, tiếc nuối thuộc về tiếc nuối, hiện tại có tốt như vậy đi một lần mở cơ hội, không đi nhanh lên lưu lại muốn chết sao. Kết quả là, một đoàn Nam Quốc cường giả cùng thiên tài, đều chỉnh lý tâm tình, vội vàng sẽ phải rời khỏi này truyền thừa chi địa. Mà nhất nóng này, vẫn là lấy được truyền thừa mấy cái thế lực, như Lăng Thiên Tông, Đại Lương Quốc, bọn họ rất rõ ràng, Đại Huy Vương triều người còn không có khả năng đổ giết người lung tung, thế nhưng đối lấy được truyền thừa U Thiên Tuyết cùng Vũ Văn Phong, nhất định là không muốn bỏ qua. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Suy nghĩ ra điểm này, Vị Thiên Minh ngay lập tức sẽ mang theo Đại Lương Quốc mọi người, cùng với Vũ Văn Phong lướt xuống đài cao, hướng đi ra bên ngoài. Lăng Thiên Tông U Vô Tận Tông chủ, cũng đúng U Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, liền phải dẫn Lăng Thiên Tông đệ tử rời khỏi. Không, phụ thân, ta không đi. Ai biết U Thiên Tuyết cư nhiên không nguyện ý rời khỏi. Thiên Tuyết, người phạm cái gì ngốc đây? U Vô Tận trong lòng nóng nảy, không hiểu U Thiên Tuyết này là thế nào. Tốt như vậy một cái cơ hội, không ly khai, một khi cùng Tần Trần không trị nổi những đại uy đó vương triều cường giả, liền chạy không được. Phụ thân, ta muốn lưu lại, Tần Trần không ly khai, ta cũng không ly khai. U Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Tần Trần, U Vô Tận mắt nhìn Tần Trần, đều nhanh muốn điên, Thiên Tuyết đây là phạm cái gì ngốc? Không phải không thừa nhận, U Vô Tận đối Tần Trần cũng cực kỳ thưởng thức, cho là hắn là một cái có tài năng, nếu như ở trước đây, hắn khẳng định không ngại U Thiên Tuyết cùng Tần Trần thiên tài như vậy có một chút liên quan. Thế nhưng hiện tại tình huống này, U Vô Tận nữa quá là rõ ràng, Tần Trần tuy là tạm thời chế trụ Lưu Tiên Tông người, nhưng không có nghĩa là có thể luôn luôn trì hạ đi. Đúng Tần Trần là có thể khống chế Cổ Nam Đô lưu lại một chút lực lượng, đi đối phó Đại Huy Vương triều người, thậm chí đem Cát Huyền đều đánh thành trọng thương, thế nhưng, Lưu Tiên Tông những thế lực này có thể trở thành Huyền Châu cao cấp nhất thế lực, cũng không phải là chỉ dựa vào Cát Huyền một người, dựa là nghiêm chỉnh cái nhẹ đại tông môn. Nghĩ tới đây, U Vô Tận không nhịn được thở dài một hơi, nói Thiên Tuyết, ta biết ngươi đối Tần Trần cực kỳ thưởng thức, thế nhưng, ngươi muốn nhận rõ ràng hành sự a, Tần Trần tuy là hiện tại tạm thời chỉ ở Cát Huyền bọn họ, nhưng ta dám cam đoan, một khi chờ hắn mất đi bài, Đại Huy Vương triều những cao thủ này khẳng định bất quá bỏ qua hắn, đặc biệt Lưu Tiên Tông, hai cái đệ tử thiên tài cơ hồ được này Tần Trần phế bỏ, thậm chí một tên trưởng lão bị đánh cho trọng thương, liền Cát Huyền đều bị đánh thành bộ dáng như vậy. Ngươi cho rằng Lưu Tiên Tông sẽ thả qua hắn? U Vô Tận lắc đầu, Tần Trần là mạnh, thế nhưng Lưu Tiên Tông người, xúc tích so với chúng ta Nam Quốc thâm hậu quá nhiều, ngươi cũng chứng kiến, Tần Trần hoàn toàn có kích sát Lưu Tiên Tông trưởng lão năng lực, thế nhưng hắn nhưng không có làm như thế, đó là bởi vì hắn không dám, hắn rất sợ Lưu Tiên Tông trả thù hắn, người như vậy, ngươi lưu lại thì có ích lợi gì? U Vô Tận cho là mình như thế vừa phân tích, U Thiên Tuyết là có thể thay đổi tâm ý, lại không nghĩ rằng nghe hắn nói, U Thiên Tuyết ánh mắt lại kiên cố hơn định, lắc đầu nói không, phụ thân, ta không đi. Ngươi, U Vô Tận đều nhanh điên, nữ nhi mình luôn luôn cực kỳ nghe lời, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Ngay U Vô Tận không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, U Thiên Tuyết quay đầu, hướng về phía hắn nói, phụ thân, ngươi không hiểu, ta không đi, không chỉ là bởi vì Tần Trần, cũng là vì người cùng chúng ta Lăng Thiên Tông. Lời này hiểu thế nào? U Vô Tận buồn bực, U Thiên Tuyết ở tại chỗ này, hoàn toàn là đưa bọn họ Lăng Thiên Tông kéo vào trong nước a, tại sao lại là vì Lăng Thiên Tông? Dường như biết U Vô Tận nghi ngờ trong lòng, U Thiên Tuyết thản nhiên nói, phụ thân, ngươi nên cũng biết, Đại Huy Vương triều người sở dĩ đối phó Tần Trần, muốn xả giận là phụ, chân chính xem, vẫn là Tần Trần trên thân chiếm được truyền thừa chứ. U Vô Tận gật đầu, đạo lý này, hắn tự nhiên hiểu, không phải vì bảo vật, phải dùng tới nhiều người như vậy đều giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tần Trần, mong đợi, liều mạng một dạng. Như vậy ngươi nên minh bạch, thật trừ Tần Trần, ta, còn có Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Ma Lệ bọn họ, thật cũng là Đại Huy Vương triều những thứ này cường giả mục tiêu. U Vô Tận nghĩ thầm ngươi biết là tốt rồi, nếu như không phải là bởi vì ngươi lấy được tốt thứ tự, lấy được truyền thừa, ta sẽ gấp như vậy đi, chính là sợ sau đó Đại Huy Vương triều người đối với ta Lăng Thiên Tông làm khó dễ, ngăn trở à không? Chính là như vậy, sở dĩ ta mới càng không thể đi. Dường như biết U Vô Tận nội tâm suy nghĩ, U Thiên Tuyết mở miệng nói. U Vô Tận hoàn toàn không hiểu rõ, cái gì gọi ngươi là mục tiêu, liền càng không thể đi. Hẳn là càng phải đi mới đúng, lưu lại, khẳng định một con đường chết a. U Thiên Tuyết nói, phụ thân người nghĩ, Tần Trần để cho chúng ta rời khỏi, những thứ này Đại Huy Vương triều người, cư nhiên một điểm cử động cũng không có, thậm chí phóng mặc chúng ta rời khỏi, chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ra được có chút kỳ quái sao? Người đều nói, Lưu Tiên Tông bọn họ, mặc dù bây giờ bị Tần Trần chế trụ, cũng căn bản không sợ Tần Trần, như vậy vì sao lại hoàn toàn không để bụng chúng ta, tùy ý chúng ta rời khỏi. Một câu nói cũng không có, hơn nữa không chỉ có Lưu Tiên Tông, thậm chí hắn Huyền Châu thế lực, cũng đều không ai nói nửa câu. U Thiên Tuyết nói, để cho U Vô Tận trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, xác định, năm quốc người đi quá thuận lợi chút. Hắn lúc đầu coi là, Vũ Văn Phong bọn họ rời khỏi, nhất định sẽ lọt vào một ít ngăn trở, không nghĩ tới vậy mà một điểm ngăn trở cũng không có, này quá không bình thường. U Thiên Tuyết cười lạnh nói, đó là bởi vì, Đại Uy Vương Triều Cường giả căn bản không quan tâm chúng ta rời khỏi. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, phụ thân ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đi, có thể đi tới chỗ nào đi. Không phải là hồi mỗi cái quốc gia, mỗi cái tông môn, những thứ này Huyền Châu Cường giả, tạm thời để cho chạy chúng ta, có thể quay đầu nhưng có thể trực tiếp tới Lăng Thiên Tông, phụ thân ngươi lại nên làm cái gì bây giờ. Chuyện này, U Vô Tận á khẩu không trả lời được, U Thiên Tuyết theo như lời tình huống, hắn không thể không nghĩ tới. Sở dĩ Thiên Tuyết, ngươi trở lại tông môn sau, liền lập tức rời đi Nam Quốc, đến lúc đó mặc dù có người tới tìm ngươi, đối phương cũng vô kế khả thi. Thật vô kế khả thi sao? U Thiên Tuyết lắc đầu mắt nhìn U Vô Tận, hiển nhiên là thấy được U Vô Tận ý nghĩ quá mức ngây thơ. Phụ thân, nếu như những thứ này Huyền Châu võ giả thật dễ nói chuyện như vậy, cũng sẽ không lấy được bộ dáng bây giờ, ta dám cam đoan, bọn họ sở dĩ thả chúng ta rời khỏi, chỉ là không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, để cho người khác biết bọn họ lấy được bí tịch, mà một khi chờ chúng ta sau khi rời đi, liền sẽ lập tức tiến hành chặn lại, tìm bí tịch, đến lúc đó, mọi người chúng ta đều phân tán, căn bản không người chứng kiến, bọn họ có thể tùy tiện đổ sát chúng ta, mà không cần lo lắng để lộ. Bạn đang nghe chuyện trên audiobook.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U Vô Tận trong lòng chợt trầm xuống, U Thiên Tuyết từng nói, cũng không phải không có đạo lý. Còn như phụ thân ngươi để cho ta rời khỏi, xác định, ta lặng yên rời khỏi, không hẳn không thể né tránh những người này tìm kiếm, thế nhưng ta lại có thể đi đâu trong. Những người này từ phụ thân trên người ngươi không chiếm được bí tịch, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta là có khả năng khai, thế nhưng phụ thân ngươi, tỷ tỷ đây. Chúng ta toàn bộ Lăng Thiên Tông đây, lại có thể đi đâu trong. U Vô Tận im lặng, không lời chống đỡ, để cho hắn vì vậy mà đem chọn cái Lăng Thiên Tông di chuyển, trước không nói có nguyện ý hay không, coi như là nguyện ý, nhiều người như vậy, có thể mang đi nơi nào. Cho nên nói, phụ thân, ta lưu lại, thật là làm dễ nhất pháp. U Thiên Tuyết nói, thế nhưng ngươi lưu lại, thì có thể có ích lợi gì? Coi như ngươi đem bí tịch giao ra đây, lấy những người này tàn nhẫn, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi chính là sẽ chết, vì mình cùng tông môn tương lai, buông tha nữ nhi mình tính mệnh. Thiên Tuyết, ngươi để cho ta sau này chết, làm sao đối mặt với ngươi mẫu thân? U Vô Tận bi vẫn nói, mắt mở trừng trừng nhìn mình hài tử xa vào nguy cảnh, lại bất lực, loại cảm giác này, quá khó khăn bị. U Thiên Tuyết cười nhạt, phụ thân, ai nói ta nhất định sẽ chết? U Vô Tận kinh ngạc ngẩng đầu, U Thiên Tuyết nhìn Tần Trần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, phụ thân, ngươi mới vừa nói sai, ta giải khai Tần Trần, cũng biết hắn tính cách, trước ngươi nói hắn không giết Cát Huyền bọn họ là bởi vì không dám giết Lưu Tiên Tông người, thật không phải, hắn không phải là không có dũng khí, mà là không muốn, ta đoán hắn, cũng là ở lo lắng Đại Tề Quốc, cho nên mới không có giết Lưu Tiên Tông người, hơn nữa ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ có cách làm, hóa giải lần này nguy cơ. Hắn, U Vô Tận hồ nghi mắt nhìn Tần Trần, không biết U Thiên Tuyết vì sao đối Tần Trần thiếu niên này tin tưởng như vậy. Đây chính là toàn bộ Huyền Châu cường giả, mặc dù Tần Trần thiên tài đi nữa, lại có thể có cái gì cách làm. Mà ở U Vô Tận nóng này là lúc, Tiêu Chiến bọn họ lại sống chết không nguyện ý rời khỏi. Tần Trần, chúng ta không đi, chúng ta vừa đi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Chiến khẩn trương nói ra, đúng vậy, Tần Trần, muốn đi chúng ta cùng đi. Triệu Linh San đám người biểu tình cũng đều vô cùng kiên quyết. Các ngươi không cần phải xen vào ta, ta đến lúc đó tự nhiên có cách làm. Tiêu Chiến lắc đầu, kiên định nói, Tần Trần, ngươi có thể có cái gì cách làm, ta biết, ngươi để cho chúng ta đi trước, là muốn dùng bản thân ngăn chặn những thứ này Huyền Châu cường giả, thế nhưng, ta Tiêu Chiến cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta vừa đi, những người này sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, chúng ta sẽ lưu lại cùng ngươi. Nhìn không muốn rời đi Tiêu Chiến bọn họ, Tần Trần trong lòng cảm động, nhưng tương tự cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi tin tưởng ta, các ngươi lưu lại, chỉ sẽ mang đến cho ta phiền toái, còn có Vương Khải Minh. Tần Trần thanh âm, đột nhiên ở Vương Khải Minh trong đầu vang lên, ngươi trở lại Đại Tề Quốc, trước tiên đi tìm đan các Tiêu Nhã, hoặc người huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh, chỉ có bọn họ mới có thể bảo chúng ngươi. Trần Thiếu, Vương Khải Minh trong lòng cảm động, đều lúc này, Trần Thiếu lại còn đang vì hắn an nguy suy nghĩ. Lưu Tiên Tông người lạnh lùng nhìn một màn này, Cát Huyền thương thế trên người, cũng có chỗ khôi phục, nhìn Đại Tề Quốc rất nhiều đệ tử, khóe môi nhếch lên cười nhạt, bọn người kia, còn không bỏ đi được, bất quá bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Chạy hòa thượng, chạy không miếu, đắc tội hắn Lưu Tiên Tông, coi là đơn giản như vậy là có thể chạy thoát sao, cũng quá ngây thơ. Trên thực tế, hắn đại uy vương triều cường giả, trong lòng cũng đều có đồng dạng ý nghĩ. Từng cái im lặng không lên tiếng, nhưng trên mặt đều treo cười lành lạnh dung, ánh mắt như ưng trí. Siêu siêu siêu, ngay tràng diện một lần yên lặng thời điểm, đột nhiên mấy nói tiếng xé gió truyền đến, theo Cổ Nam Đô bên ngoài, đột nhiên lướt đến mấy đạo nhân ảnh. Mấy người này, trên thân khí thế đều cực kỳ bất phàm, đặc biệt đầu lĩnh hai người, một thân chân lực ngưng tụ không tan, cư nhiên cũng là võ tông cấp bậc cường giả. Ở phía sau hai người, còn đi theo mấy người, trong hai người, lại là Đại Tề Quốc Đan Các Tiêu Nhã các chủ, còn có Đại Tề Quốc Huyết Mạch Thánh Địa Đông Phương Thanh hội trưởng, chỉ là lúc này, bọn họ đều đứng ở phía sau, đi theo hai gã khí thế bất phàm lão giả. Trừ cái đó ra, ở Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh bên cạnh hắn cường giả, cũng đều mặc đan các luyện dược sư bào, cùng với Huyết Mạch Thánh Địa huyết mạch sư bào, hiển nhiên tất cả đều khá có thân phận. Ở Tần Trần chứng kiến Tiêu Nhã cùng Đông Phương Thanh đồng thời, hai người cũng đều thấy Tần Trần, chứng kiến Tần Trần không có việc gì, hai người tất cả đều không kìm lòng nổi thở phào một cái. Hơn nữa ở những người này sau lưng, lúc trước đã rời khỏi Vi Thiên Minh cùng Vũ Văn Phong đám người, cư nhiên cũng đều đi mà phục trở lại. Hả, đan các cùng huyết mạch thánh địa người làm sao tới? Nhìn thấy người đến, Huyền Châu rất nhiều cường giả, chân mày tất cả đều nhíu một cái, mặt biến sắc được có chút khó coi. Mà Quỷ Tiên phái vài tên hắc y nhân, khí sắc cũng đều khó xem. Chư vị đại uy vương triều cường giả, nơi đây chính là năm quốc chi địa, dường như không phải là các ngươi dương oai địa phương chứ. Đầu lĩnh hai gã lão giả thứ nhất, liền đối với đại uy vương triều rất nhiều cường giả quát lạnh nói ra, ánh mắt sắc bén, thần sắc không vui.